Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 51 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột các trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi hút bụi sạch sẽ ở Lưu Viêm Sa Địa, khi gần như đã ăn sạch ăn sẽ hắn mới chịu quay về. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Dương Khai tươi cười nhìn mọi người la lớn, "Ta về rồi đây." Vũ Y thấy anh Khai cũng vui vẻ, về rồi thì tốt, khoảng thời gian này mọi người đều lo lắng lắm. Tiền trưởng lão cho người đợi huynh ở bên ngoài lưu viêm xa địa cả nửa năm, không lâu trước mới quay về ảnh nguyệt điện. Dương Khai đi tới chỗ La Khánh chắp tay, gặp qua là Huynh, khoảng thời gian này khiến tiền trưởng lão phải lo lắng rồi. Dương Huynh khách khí rồi, tiền trưởng lão biết Huynh bình yên quay về nhất định sẽ rất là vui mừng. Ý, Dương Huynh đệ cư nhiên đã là thánh vương cảnh tầng 2 rồi, thật là chúc mừng nha. Thật ngưỡng mộ quá, nếu như ta không phải là phản hư cảnh, ta cũng muốn tiến vào rèn luyện một chút. Dương Huynh, ta không ở lại thêm nữa, phải mau chóng quay về báo tin cho tiền trưởng lão. Dương Khai nhìn mọi người, chúng ta cũng quay về thôi, nơi này thay đổi thật lớn, mọi người phải kể lại cho ta nghe mới được, nếu như về sau không cẩn thận chạm phải cấm chế đó thì không được đâu. Dương Viêm bộ dáng bất đắc dĩ, ngươi yên tâm, cấm chế nơi này sẽ không có tác dụng với ngươi đâu. Sau đó, mọi người cùng tập trung tại mật thất của Dương Khai, muốn hiểu về Long Huyệt Sơn hiện giờ, ta phải cho ngươi xem một thứ. Đây là thiên la bàn, là ta dùng luyện khí thuật và trận pháp kết hợp luyện chế ra, dùng để giám sát động tĩnh của Long Huyệt Sơn. Dương Khai nhìn vào trong tấm gương chỉ ngón tay tò mò hỏi, ý, đó là cái gì thế, đó là, sau đó Dương Khai được Dương Viêm dạy bảo một phen. Rất lâu sau, Long Huyệt Sơn đến nay phòng thủ nghiêm ngặt, không có mười mấy phản hư cảnh tầng 3 thì tuyệt đối không cách nào đánh phá được ai mà lại chạy đến Long Huyệt Sơn phá trận chứ, trừ phi là ăn no rừng mỡ. Hơn nữa đến nay trận pháp này còn chưa hoàn thiện, chỉ cần đủ tiền bạc, Dương Viêm còn có thể làm lớn hơn nữa. Đem Dương Viêm từ thiên vận thành đến nơi này, thật đúng là hơi lớn mà, bất quá bố trí những thứ này thánh tinh hao phí thật sự không ít. Cả trăm triệu thánh tinh mà Huynh để lại đều đã dùng hết rồi, đến ba ngàn vạn thánh tinh mà thường cung phụng mang về cũng dùng hết rồi. Chúng ta thường xuyên mua đồ từ ảnh nguyệt điện, hiện giờ đã là khách sộp của ảnh Nguyệt Điện rồi. Dương Khai nghi hoặc, 3.000 vạn thánh tinh của thường cung phụng là thế nào vậy? Xem ra, lúc mình rời đi, lão vẫn tiếp tục cày quốc A, à, thường cung phụng, chỗ thánh tinh này về sau ta sẽ trả lại ông. Cậu nói lời này là không xem thường mỗ là người nhà rồi, nếu không có cậu đưa đi, chúng ta làm sao có được nhiều thánh tinh thế này chứ? Không có cậu, lúc này chúng ta còn chẳng có nơi để về, sức của chúng ta mà mang nhiều tiền tài vậy thì chỉ có rước họa. Đúng vậy, chỗ thánh tinh này xem như là chút tâm ý của lão thường. Hơn nữa Long Huyệt Sơn giờ đã là một nơi tu luyện dần có tiếng, rất nhiều võ giả không có tông môn muốn gia nhập vào, chúng ta có thể đi vào nơi này đã rất thỏa mãn. Vậy đa tạ hai vị cung phụ, chúng ta phải cảm ơn mới đúng, chúng ta còn muốn dưỡng lão ở nơi này. Này tạm thời không có cách nào khác, chờ các người đột phá phản hư cảnh, tự nhiên có thể sống lâu hơn. Thường cung phụng thở dài chán nản, cho dù có đồ vật kia, ta cũng với lão hách cũng không nhất định có thể đột phá. Dương Khai tự tin tươi cười nói, chuyện này cứ để ta lo, các người cứ việc tĩnh dưỡng mấy ngày, đem trạng thái đến ổn định nhất. Nghe vậy hai lão già mắt sáng lên như trẻ em đòi kẹo chỉ chờ Dương Khai đến mà thôi. Dương Khai lại nhìn qua Vũ Y và Dương Viêm, Vũ Y, chỗ thánh tinh này giao cho cô phân phối. Còn Dương Viêm thì đem chỗ tài liệu này đi luyện khí đi. Chúng ta liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, thạch thất của ngươi cũng được mở rộng, chuyên cho người tù luyện mọi người rời đi, Dương Khai định xếp bằng ngồi xuống tu luyện một chút thì một thân ảnh quen thuộc từ từ bỏ đến, Thạch Khôi. Không ở đây một thời gian mà ngươi có biến hóa lớn ghê, Thạch Khôi trở nên cứng cáp hơn, là chính mình tiến hóa hay là Dương Viêm làm cho nhỉ? Tiểu Tiểu lúc này nhìn đã ra dáng người đá trưởng thành rồi, cả người cơ bắp, miệng cũng do ăn nhiều mà rộng đến tận mang tai rồi, he he. Tiểu Tiểu từ trên tay Dương Khai nhảy xuống dưới đất sau đó gọi to trị huệ rồi từng cục từng cục thánh tinh và không linh tinh bay ra chất thành đống núi nhỏ. Dương Khai hai mắt sáng lên, miệng há hốc, con mợ nó, nhiều không linh tinh như vậy. Đây chỉ là một phần của không linh tinh khoáng mạch thôi, bất quá ta giữ lại một phần ba hỉ hỉ. Dương Viêm tươi cười nhe răng quay lại, bộ dáng như làm sai gì đó đến làm nũng vậy, ngươi cần không linh tinh làm gì hả? Tự nhiên có trọng dụng rồi, Dương Khai cũng không truy cứu về vấn đề này nữa, thuận tiện còn cái vấn đề muốn hỏi cô, cái gì thế? Dương Khai ánh mắt sắc bén nghiêm túc hẳn lên, "Cô là chủ nhân của cơ thể này đúng không?" Dương Viêm như nghe cái gì kỳ quặc nhất trên đời, nàng cười mà nước mắt muốn rớt ra ngoài, "Ngươi nói cái gì kỳ vậy hả? Cười cái gì chứ?" "Vậy ngươi chính là tinh thông dưỡng nhan thuật, đã sống mấy ngàn năm, lão bà bà sao?" Dương Viêm nghe mà hai mắt trắng dã, "Tên này dám nói mình là lão bà bà sao?" Nàng đột nhiên nổi điên lên gầm gừ trước mặt hắn, "Dương Khai!" ta cũng không phải cái gì mà lão quái vật sống mấy ngàn năm. Vậy là lượng tri thức của cô ta không hợp lý lắm. Ngươi muốn hỏi là ta đã đoạt xá vào cơ thể này có đúng không? Ừm. Vì sao tuổi cô không lớn, lại đồng thời tinh thông luyện khí thuật cùng trận pháp được chứ? Mà cô luyện chế bí bảo bố trí trận pháp đều vượt xa trình độ tiêu chuẩn của U ám tinh, ngươi nhỏ như vậy, cho dù có thiên phú cũng không có thể cao đến từng này đi. Hừ, ngươi là đã sớm hoài nghi ta đúng không? bất quá có phải đoạt xá hay không đều không liên quan, ta nhận thức chính là linh hồn trong cơ thể này. Dương Viêm bỗng nhiên tủi thân nước mắt ứa ra, ta cũng không rõ, ta có từ nhỏ đến lớn trí nhớ, cũng không có tư tưởng của người thứ hai, bị đoạt xá trong lời đồn là không có khả năng như vậy. Vậy cô là bái nhập môn hạ cao nhân mới tinh thông luyện khí cùng trận pháp sao? Ta nói ta là trời sinh liền hiểu được luyện khí thuật cùng trận pháp, ngươi có tin không? Trời sinh đã biết sao, cô đừng lừa ta, Dương Khai làm sao mà tin được chứ, nếu mà thật là như vậy thì quá là khủng bố đi, nếu ở cảnh giới thấp thì không nói làm gì. Đằng này, sao ta phải lừa ngươi chứ, và lại cùng với số lần ta luyện chế và bố trận càng nhiều, tri thức bị phong ấn đều từ từ bị giải phong, khiến ta hiểu được càng nhiều, có lúc ta nhìn thấy một món đồ hiếm thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc trước chưa từng thấy qua. Nhưng ta lại có thể nhận biết chúng, cũng có thể biết tác dụng của chúng, Dương Khai nghe mà hạn hán lời, rất vô lý nhưng lại có lý. Bỏ đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì ta, vậy cô bây giờ có thể luyện chế bảo vật cấp bậc gì? Hư, cấp, thượng, phẩm, hay hay hay, gây không gây không. Ô dê, vậy thì xem cái này đi, Dương Khai lấy ra Hạo Thiên Thuẫn đã tổn hại không ít chỗ cho Dương Viêm xem xét. Bí bảo phòng ngự hư cấp bị đánh thành thế này, có phải là đụng phải cấm chế thuộc tính lửa gì rồi không hả? Ừm, nhưng mà dù sao cũng còn sống, cô có thể sửa được chứ? ta là ta suýt chết vì cái con chim ngốc kia đấy. Đổ nhiên, Dương Viêm hai má đỏ hồng, bộ dáng mê hoặc từ từ bò lại trước mặt Dương Khai. Lưu Viêm xa địa nhiều người hướng đến như vậy, đồ tốt chắc không ít nhỉ, ngươi lấy được lợi ích gì rồi hả, mau nôn ra đây. Dương Khai nhìn tuy đã mắt nhưng vẫn phải tính toán trong lòng, con mụ này sao vậy nè, nguyên nhân là do lâu quá không gặp sao, tính cách này học từ ai vậy nhỉ, mời về đã đòi bảo bối rồi. Đầu tiên, Dương Khai lấy ra cục hỏa tinh thạch lớn kia, oa, wow, cái này lớn cỡ cái thớt rồi nhỉ, hỏa tinh thạch lớn như vậy rất hiếm thấy. Bên trong nó hình như có một trận pháp thiên nhiên, có thể kích phát hỏa tinh linh khí, hóa thành các loại hỏa linh thú. Huynh chắc là chịu không ít khổ nhỉ, còn phải hỏi nữa hả? Dương Khai nhìn Dương Viêm hỏi thăm mà chẳng vui vẻ chút nào, hắn biết nàng là đang giả bộ, mục đích vẫn là muốn tóm lấy a. Quả nhiên chỉ thấy, lấy luyện khí thì đáng tiếc rồi, cho ta làm trận nhãn đi, được. Lấy đi đi, hí hí, cảm ơn nhá, mình xin, he 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 Sau khi cất hỏa tinh thạch đi rồi Dương viêm lại vươn đầu tới tươi cười Nhanh nhanh còn có gì nữa không Hạt giống này Dương khai lấy ra hạt giống mà hắn tìm thấy Trong căn phòng ở mê trận tầng 3 cho dương viêm xem Vừa nhìn thấy thì dương viêm Cả kinh giống như con mèo bị dẫm đuôi Miệng hết toáng lên Giống của cỏ huyết kiếm Cỏ huyết kiếm sao Nghĩ lại thì có chút giống như tên thật Dương viêm cầm lấy hạt giống cả người run lên Lưu viêm xa địa vậy mà có thứ này, sao vậy hả? Chỉ cần có đủ máu thịt cho nó hút, uy lực của nó sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn, sinh trưởng đến cực hạn, cho dù là cơ thể của hư vương cảnh cường giả cũng khó ngăn được sự cắt xẻo của nó. Thời kỳ thượng cổ hung danh lừng lẫy, bên ngoài của nhiều cấm địa và đại tông môn đều sẽ trồng một ít. Đáng tiếc rồi chỉ có một hạt, nếu nhiều một chút thì đáng tiếc cái gì chứ? Một hạt là đủ rồi, cỏ huyết kiếm có thể tự minh sinh trưởng sinh đôi cho nó lượng máu thịt đủ nhiều thì nó có thể sinh sôi ra một mảng Ồ. bảo bối a à, dương khai vội vàng giật lấy từ tay dương viên nàng vội vàng cầm chặt tay hắn lại không cho hắn rút về làm gì vậy hả ta nói với ngươi nha nếu ngươi chồng nó phải nói trước với ta một tiếng tuy không có cung ứng máu thịt nó cũng sẽ không lớn nhưng được rồi biết rồi cô tránh ra một chút tiếp theo cái này có chút lớn dương khai lấy từ không gian nhẫn ra khúc xương và con rồng nhỏ Dương Viêm lại một phen cả kinh, đây là Long Cốt và Long Châu, cái này mà ngươi cũng có thể tìm được sao? Hai mắt Dương Viêm sáng bừng, kích động đến nỗi mặt đỏ bừng lên, miệng há to ra, ua, ngươi chuẩn bị xử lý chúng thế nào vậy? Ừm, có thể luyện chế thành bí bảo không, mặc dù có bách nhạc đồ nhưng ta vẫn là muốn một kiện bí bảo có tính công kích vừa tay hơn, hó, á, cô không cách nào làm hả? Không phải ta không luyện chế được, mà là nếu để ta làm, giá trị sẽ bị giảm đi, là có ý gì? Long cốt này là một thuộc tính chân long chi cốt, vốn dĩ đã chứa đựng uy năng và thần thông không gì sánh được. Nếu như để ta luyện chế, sẽ bị nhuốm lấy hơi thở của ta, lại để ngươi sử dụng sẽ không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nếu như ta là luyện khí sư vương cấp thượng phẩm, thì sẽ không phải lo đến điều này, vậy phải làm sao bây giờ, đợi cô trưởng thành đến mức độ đó rồi luyện hóa sao chứ? Dương Viêm ánh mắt xấu xa liếc nhìn Dương Khai như đang âm mưu cái gì đó, làm cho anh Khai dùng hết cả mình. Thánh nguyên trong cơ thể ngươi cũng là Dương thuộc tính đúng không? Ngày trước thì là vậy, nhưng hiện giờ thì không tính nữa, sau khi thánh nguyên của ta chuyển hóa, thuộc tính của ma diệm biến hóa đa dạng, đã không thể định tính nữa rồi, ngươi thúc giục thánh nguyên để ta xem thử xem. Dương Khai triệu hồi ra ngọn ma diễm cầm trên tay, thấy vậy Dương Viêm liền reo lên, thật tốt quá, thánh nguyên của ngươi nóng đến như vậy, Vậy hoàn toàn có thể tự mình luyện hóa rồi, tự mình luyện hóa sao? Đúng, mặc dù ngươi hiện giờ còn chưa cách nào đem uy lực triệt để phát huy ra, nhưng cùng với sự trưởng thành của ngươi, uy lực của Long cốt này sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó thậm chí có thể trở thành bí bảo liên kết với thần hồn và tính mạng ngươi. Nhưng ta không phải là luyện khí sư, làm thế nào được chứ? Không cần ngươi phải là luyện khí sư, bản thân nó đã là bí bảo rồi, ngươi chỉ cần tế luyện nó là được đợi lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp tế luyện, yên tâm, rất ổn định, còn có cách làm như vậy hả, ố dìa. Hơn nữa, ngươi có được long hồn long châu, nếu như có thể đem nó cùng luyện hóa vào long cốt, he he, cái xương rồng này sẽ trở thành thần khí trong thần khí đấy. Cứ nghĩ đến anh khai nhà ta cầm khúc xương đánh nhau là thấy đáng chờ rồi, he he he. Nếu như ngươi không vội, lò luyện khí của ta có thể cho ngươi mượn dùng, mặc dù lò luyện khí của ta không tốt lắm, nhưng có nó giúp đỡ, ngươi luyện hóa sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lò luyện khí sao? Ta có một cái, ngươi có lò luyện khí sao? Ngươi không phải luyện khí sư, sao lại có được chứ? He he, có được lúc ở lưu viêm xa địa, hơn nữa hình như không hề bình thường, cầm khí lưu ra khoe, con chim ngốc liền vội vàng bay ra. Nó vội vàng giang đôi cánh kiêu ngạo nhìn xuống hai người, bộ dáng ta đây dạo này ra rẻ mịn màng, hơi bị xinh xắn đấy nhé. Dương viêm nhìn mà cũng kêu lên thất thanh từng tiếng, đây là, khí linh nhìn thấy chim ngốc từ từ bay xuống đậu trên vai dương khai ngoan ngoãn vô cùng dương viêm ghen tức hết lên vận khí này của ngươi cũng nghịch thiên quá đấy thứ đồ thế này vậy mà lại rơi vào người ngươi hết cách a à. vậy may đến tránh cũng tránh không nổi a à. ngại quá ngại quá he 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 dương viêm nhìn bộ dáng đắc ý của hắn mà muốn khóc lên hu 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 đúng rồi ta vẫn còn lò luyện khí khác nếu cô cần ta có thể tặng cô thật hả dương khai lấy ra mấy cái lò rách đặt lên bàn Mặc dù có chút hỏng hóc, nhưng đây đều là lò luyện khí hư vương cấp đấy, này. Này chỉ là hỏng hóc chứ, sợ rằng đến dùng cũng không dùng được nữa đâu, ngươi cho ta toàn đồ dởm thế hả? Vậy có thể hồi phục được không? Không biết nữa, ta mang về thử xem sao. A à, đúng rồi, còn có một thứ cho cô, Dương Khai lấy ra một bình chứa lưu viêm phi hỏa và tấm tàn đồ hồi bữa cướp được. Ngươi cư nhiên có được mảnh tàn đồ còn lại, ừm, ta đây còn có thần lầu thạch và một số trúc xanh cô cũng cầm đi bố trí trận pháp đi. He he, thật không ngờ trong những không gian của ta cũng có lúc có nhiều bảo bối như vậy, cô trước kia rốt cuộc nghèo đến mức nào vậy? Ngươi không hiểu đâu, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không chê đồ của mình nhiều, đúng rồi, cái này cho ngươi. Dương Viêm lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Dương Khai. Mượn khối lệnh bài này, ngươi có thể tự do tiến vào gian thạch phủ này của ngươi, hơn nữa có thể mở ra cấm chế của thạch phủ, cấm chế này là bất kỳ ai cũng không thể đánh phá. Thứ này không tồi, cảm ơn nhé, khách khí làm gì, có qua có lại mà thôi." Dương Viêm cầm theo mớ bảo bối mà vui vẻ rời đi. "Thứ này cũng không tồi, có thể vì mình mà chế tạo ra một nơi không ai có thể tiến vào." Nha đầu Dương Viêm này cũng biết chăm sóc người khác lắm, tiếp theo đây nên hoạt động một trận rồi. Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng xong, Dương Khai bố trí một trận pháp để hồng trúc đài và miếng hồng trúc quả vào bên trong. Tiêu hao lượng lớn thánh tinh và vạn dược linh dịch xây dựng thạch thất này thành nơi linh khí dồi dào, chính là để bồi dưỡng cho hồng trúc đài và hồng trúc quả này. Hồng trúc đài sinh mệnh lực vốn đã mạnh, có nhiều linh khí cung ứng như vậy, có lẽ sẽ không khô héo. Nhưng hồng trúc quả đã không thể hồi phục như ban đầu, tạm thời để nó ở trên hồng trúc đài xem nó có thể duy trì được dược hiệu hay không. Còn hai thạch thất còn lại lần lượt để vạn niên hương và cả cửu khúc tinh ngọc thụ. Ngồi ở trước hai bảo vật này tu luyện có thể có lợi ích cực lớn, về sau có người cần có thể cho vào bế quan nhưng điều khiến ta bất ngờ nhất là ở tảng đá này. Dương Khai cầm lên tảng đá mà hắn đã thả phệ hồn trùng và nuôi dưỡng từ lâu. Bên trong chỉ thạch đã trống không một khoảng lớn, thôn phệ trùng ở bên trong dần dần thôn phệ kỳ thạch không ngừng phát triển. Đợi khi chỉ thạch hoàn toàn biến mất, không biết chúng sẽ tiến hóa thành thế nào nữa, ta rất mong chờ. Sau đó hắn quay về lại thạch thất tu luyện của mình, tiếp theo hãy thử năng lực của lệnh bài này, truyền thánh nguyên vào bên trong lệnh bài một tia sáng từ đó bắn ra chiếu lên những cánh cửa thạch thất bên trên cánh cửa một tầng trận pháp nổi lên bao phủ dường như phong cấm toàn bộ với bên ngoài không tồi cấm chế này nhìn rất kiên cố thủ pháp của dương viêm quả nhiên lợi hại như vậy bất kỳ ai vào trong thạch thất đều phải có sự đồng ý của ta mới vào được ừm đúng rồi còn thứ nữa ta muốn thử nghiệm không biết dương viêm đã bố trí xong chưa đi xem xem vài ngày sau trong không gian yên tĩnh của long huyệt sơn Tiếng hét của Dương Viêm vang vọng đến tai tất cả mọi người. "Dương, ai?" Dương Khai chạy tới thì Dương Viêm đã hóa sư tử cái hét lên, "Ngươi nhìn chuyện tốt ngươi làm đi, làm gì vậy? Thứ này." Nàng chỉ sang đám cây cao vút ở một bên, "Ta thật sự phục luôn đấy, ngươi làm thế nào mà một cây huyết kiếm thảo trở nên thế này hả?" "Ta cũng không biết sẽ thành thế này a." À. Dương Viêm sau khi trồng huyết kiếm thảo, ta nhất thời cao hứng đã dùng một giọt kim huyết, không ngờ huyết kiếm thảo này điên cuồng phát triển thành thế này còn biến thành kim sắc thảo huyết kiếm thảo này nếu không cung cấp máu thịt thì không thể mọc mầm sinh trưởng về sau nếu có người đánh vào thì có thể phá đất mà lên thành ngay một trợ thủ bây giờ thì hay rồi ta từ xa đã nhìn thấy vừa rồi suýt nữa làm người của mình bị thương nó điểm này thì kỳ lạ này huyết kiếm kim thảo này không có bất kỳ phản ứng gì với ta như những người khác tiến gần thì suýt nữa bị thương lẽ nào là vì kim huyết sao dương viêm thở ra một hơi hết cách Ta bố trí một pháp trận cho nó thành một cái bẫy, như vậy một khi khu huyết kiếm thảo này, kể cả phản hư cảnh xông vào, không chết cũng trọng thương, không thể để lãng phí được. Dương Viêm tiến lại bắt đầu bố trí pháp trận, Dương Khai thì ngoảnh đầu nhìn lại gốc kim dương quả thụ to lớn ở đằng xa. Cái này cũng là do Dương Viêm giúp đỡ, dùng pháp trận để duy trì. Kim dương quả thụ cũng di chuyển qua đây, chỉ là yêu vầu về hoàn cảnh phát triển của nó quá hà khắc, nếu không phải ta có hắc thư không gian, sợ là chưa ra khỏi lưu viêm xa điện nó đã héo ho rồi dương viêm cũng đã hao phí tinh lực bố trí pháp tận tích tụ thiên địa linh khí cho nó nhưng có sống được hay không cô ấy không bảo đảm được trong lúc suy tư thì âm thanh của hai người thường cung phụng và hách cung phụng vang lên đúng lúc ta có thứ cho hai vị xem đây là ngưng huyết đan hai vị cũng đến nút thắt thánh vương cảnh rồi ta lấy đan này giúp hai vị sớm tấn thăng phản hư cảnh hai người nhìn nhau do dự một lát hai vị không cần khách sáo đã vào Long Huyệt Sơn của ta, vậy thì đều là người nhà. Lời nói như vậy cũng đã nói, nếu còn từ chối thì quá khách sáo rồi, vậy xin đa tạ Dương Thiếu Gia. Đúng rồi Dương Thiếu Gia, tiền trưởng lão đến rồi, vậy à, để ta chuẩn bị chút đi nghênh đón khách. Một lúc sau, trong một tòa lầu các ở Long Huyệt Sơn, Dương Hiền chất gần đây vẫn khỏe chứ, tiểu tử vẫn vậy, đa tạ tiền bối quan tâm. Tiền thông cùng với Ngụy Cổ Sương và Đồng Tuyên Nhi cùng đến, Lão Phu và cậu vẫn luôn có chuyện, còn chưa kể cậu là ân nhân cứu mạng của cổ xương và Tuyên Nhi. Việc của cậu Lão Phu nhất định sẽ chú ý, không biết tiền bối hôm nay đến là có việc gì thế. Lưu viêm xa địa đóng lại cũng đã được một khoảng thời gian rồi, tình huống gần đây của các đại thế lực cũng có chút tin đồn. Lần này võ giả tiến nhập lưu viêm xa địa tổng cộng có hơn một vạn người, nhưng quay về chưa đến bảy thành. Mặc dù tổn thất thảm trọng nhưng thu hoạch mà những đệ tử sống sót mang về đều là vô cùng lớn. Trong lúc đó thu hoạch lớn nhất đương nhiên là hồng trúc quả, thịt quả này trên U ám tinh đã gây lên một làn sóng điên cuồng. Mấy vị luyện đan đại sư của dược đan môn đều bị kinh động, chạy khắp nơi để mua lại. Các đại tông môn bao gồm cả Ảnh Nguyệt Điện ta đều xuất hiện phản đồ nổi ý muốn chiếm hữu hồng trúc quả, đương nhiên bọn họ đều không đạt được. Chẳng qua là những tông môn khác đối với việc xử lý hồng trúc quả lại chẳng có chút thanh âm nào, thế này hả? Đúng rồi, tiểu tử gần đây gặp phải khó khăn trong tu luyện có chút vấn đề vẫn mong tiền bối chỉ giáo cho được được hiền chất có vấn đề gì cứ việc hỏi lão phu hai người ngụy cổ xương và đồng tuyên nhi một bên nhìn bộ dáng của sư phụ mình và dương khai không khỏi cảm thán dương huynh còn thật là cố chấp trong tu luyện nhỉ xem ra thực lực kinh người kia của huynh ấy vẫn là có nguyên nhân một hồi lâu sau dương khai tiễn ba người rời đi dương huynh tiễn đến đây thôi không cần tiễn nữa lần sau gặp mặt ta có thể đã trở thành phản hư cảnh rồi ha 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 ta rất mong đợi dương sư huynh đồng tuyên nhi cũng đi đến thầm thì với dương khai dương sư huynh đại diên tỷ tỷ nửa năm này nhiều lần truyền tin cho ta hỏi về tình hình của huynh tiếc là huynh vẫn luôn không hiện thân ta cũng không cách nào báo tin cho tỷ ấy hiện giờ huynh an toàn quay về rồi chắc rằng đại diên tỷ cũng yên tâm hơn nhiều lời nói đầy thầm ý a à. đại diên cô ta quan tâm ta như vậy làm gì chứ chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau cô ta có cần quan tâm đến ta vậy không chứ? Thực ra, đại duyên tỷ không phải giống như Huynh thấy đâu, có chút việc còn phức tạp hơn là Huynh tưởng tượng, về sau Huynh sẽ biết thôi. Nói rồi Đồng Tuyên Nhi theo chân sư phụ cùng cổ xương rời đi, lời này của Đồng Cô Nương là có ý gì nhỉ, nghe không hiểu, sao ai ai cũng như đố chữ vậy. Một hồi sau ở cửa mật thất, ta phải bế quan một khoảng thời gian, không có việc gì không cần làm phiền ta, Long Huyệt Sơn bên này hai người cứ xử lý là được yên tâm giao cho chúng ta đi Dương Đại Sa, đảm bảo không có ai làm phiền ngươi, vậy ta đi đây. Dương Khai tiến vào bên trong thạch thất, mở ra cấm chế sau đó lấy ra khí lưu bắt đầu luyện hóa. Mặc dù ta thu phục khí linh, nhưng với lò luyện khí lại là hai việc khác nhau, vẫn là phải thành thành thật thật luyện hóa mới được. Nhưng cũng chính vì như vậy, cho nên lò luyện khí mà ta luyện hóa sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Nhiều ngày sau ở một nơi trong Long Huyệt Sơn, khí xoáy hội tụ năng lượng thiên địa trên bầu trời hai người hách cung phụng và thường cung phụng cùng lúc đột phá đột phá rồi thường lão và hách lão thật lợi hại thật tốt quá long huyệt sơn chúng ta cũng có cao thủ tọa trấn rồi ở bên trong thạch thất đương nhiên là dương khai cũng cảm nhận được dao động linh khí bên ngoài hơi thở này xem ra thường cung phụng và hách cung phụng đều đột phá phản hư cảnh rồi lại nhìn qua một bên cúc 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 con chim ngốc và tiểu tiểu đang đại chiến 500 hiệp võ mồm màn khẩu hình chiến không ai nhường ai chỉ còn thiếu nước lao vào đánh nhau túi bụi mà thôi Xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng. Hai cái tên này thật đúng là có tinh lực, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào lại gây chuyện với nhau không ngừng, hai người muốn chơi thì ra ngoài chơi, đừng có làm phiền đến ta, cúc cúc. Lại nói lò luyện khí cũng sắp hoàn thành rồi, qua mấy ngày đem long cốt long châu thả vào trong từ từ luyện hóa là được, tiếp theo là. Dương Khai lấy ra một cuốn bí tịch cũ, Ma Huyết Ti bí thuật đặng ngưng đưa lúc trước, để ta tham ngộ nghiêm túc một chút xem nào. Ma Huyết giáo, một thế lực tà ác cực độ giao ác với các thế lực khác trên u ám tinh. Nội bộ thường đại loạn, mà đến nay vẫn chưa diệt môn, nguyên nhân chính là huyết ma ti bí thuật này. Mà muốn tu luyện loại bí thuật này phải lấy tinh huyết bản thân làm căn bản, nhưng tinh huyết trong cơ thể mỗi một võ giả đều rất chân quý, một khi sử dụng nguyên khí sẽ bị thương nghiêm trọng. Tuy tinh huyết quý trọng nhưng kim huyết thì ta có vô số. Không ngờ, ma huyết ti bí thuật này thích hợp cho ta tu luyện như vậy, đây đúng là tạo ra cho ta mà, he he, luyện thử một chút xem sao. Nhiều ngày sau, ánh mắt Dương Khai tập trung cao độ, bàn tay vung ra phía trước, một sợi kim ti từ đó bay ra đánh lên bức tường thạch thất. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên bức tường thạch thất vốn kiên cố đã xuất hiện một vết rách khá lớn, uy lực không tồi nha. Đây mới chỉ là một đạo ma huyết ti chưa hoàn toàn tu luyện xong, nếu ta tu luyện ra mấy chục đạo, vậy uy lực này sợ là còn gấp vài lần nữa. Tiền bối sáng tạo ra bí thuật này quả là lợi hại, có thể nghĩ ra lấy máu huyết tu luyện tới mức này. Có điều, đối với ta mà nói, thứ này thà gọi là ma huyết ti bí thuật, chi bằng gọi là kim huyết ti bí thuật. Lại trôi qua vài ngày sau, khi Dương Khai đang tĩnh tâm tu luyện thì cảm giác bất chợt một đạo ý niệm đến từ không gian hắc thư, thứ đó, hình như thức tỉnh rồi. Dương Khai liền vội vàng tiến vào bên trong xem xét, chỉ thấy cái cây cổ thụ bây giờ toàn thân đã hóa một màu vàng, khuôn mặt lại có vẻ già cỗi như năm tháng tang điền. Sao người lại? Cái cây chậm rãi nói, "Không cần lo cho ta, tuy ta không hiểu lắm tại sao sau khi tiến hóa sẽ trở nên như vậy." Dương Khai trợn trắng đôi mắt, "Ngươi nói chuyện được rồi sao? Ừm, nhưng ta cảm nhận được đây là chuyện tốt." Hình như kim huyết của ngươi trợ giúp rất nhiều cho ta, ta khác so với ngày trước, ngươi không có gì khó chịu sao? "Không, không chút nào, ta cảm thấy rất tuyệt." Nếu mà nói có gì khó chịu ta cảm thấy nơi này không thích hợp để ta ở nữa rồi, áp chế quá cũng không có lợi cho sự phát triển của ta. Cũng phải hề hề, bây giờ ngươi đã thành một sinh linh đặc biệt, hơn nữa ở trong hắc thư không gian đúng là không hợp nữa. Mấy năm nay ủy khuất cho ngươi rồi, rõ ràng đã hứa sớm có một ngày sẽ tìm một nơi bố trí cho ngươi. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn cứ chạy đông chạy tây không yên định được một nơi, ta biết, ngươi không cần để ý. Ừm, có điều bây giờ ta coi như có nơi để dừng chân rồi, nếu ngươi muốn, tạm thời có thể ra ngoài cũng được, đợi sau này ta rời khỏi đây sẽ đưa ngươi theo. Thật sao? có thể ra ngoài sao, cái cây trở nên kích động run lên, ừm, nơi ta ở hiện giờ cũng khá an toàn, cũng hợp cho ngươi ở. Vậy ra ngoài thôi, đến lúc ngươi đi ta sẽ đi cũng ngươi, ừm, nói lời giữ lời. Một lúc sau, Dương Khai quay trở lại bản thể, mấy ngày không ra khỏi thạch phủ rồi, đứng dậy ra xem một chút vậy. Khi hắn vừa ra khỏi cửa thạch động đã có người ở đó chờ đợi lệnh của hắn, khai thiếu. Dương Viêm đâu, sao ta không cảm nhận được khí tức của cô ấy vậy, bẩm dương thiếu gia dương viêm cô nương và tiểu thư đã đến mặc hải thành rồi mặc hải thành sao họ đến đó làm gì vậy mặc hải thành là hạ hạt thành trì của càn thiên tông bọn họ là qua tham gia hội đấu giá của tụ bảo lầu lại có hội đấu giá hả hội đấu giá lần trước nhan bùi kia ấn tượng sâu sắc với dương thiếu cho nên lần này đặc biệt tặng đến một thư mời vừa hay chúng ta thiếu thánh tinh mua nguyên liệu dương viêm cô nương liền quyết định cầm bí bảo luyện chế đi bán thu thập một chút tư kim ban đầu ra bí bảo đúng là một cách nhưng lâu dài nhất định sẽ bị người khác để ý đến đây không phải là cách lâu dài hơn nữa tạ hùng văn chết trong lưu viêm xa điện mặc dù cha hắn không biết do ai làm nhưng mâu thuẫn hai nhà chúng ta vẫn còn đó bị hắn tìm được cơ hội nói không chừng sẽ lại đến đây gây sự bọn họ đi mấy ngày rồi vậy ba ngày rồi dương thiếu gia nếu muốn tìm họ chúng ta liền đi một chuyến không cần đâu các ngươi đi làm việc đi dạ à. à đúng rồi sao vậy dương thiếu gia đợi sau khi bọn họ quay về, nói cho bọn họ về sau đừng lấy bí bảo ra ngoài bán nữa. Vâng. Nhìn đám người rời đi, Dương Khai nhìn lên bầu trời trong xanh lại như nhớ đến tấm lệnh bài mà Dương Viêm đưa cho hắn. Lệnh bài này không chỉ có thể mở ra được cấm chế trong thạch phủ, tất cả cấm chế đại trận của Long Huyệt Sơn đều có thể mở ra được, có lệnh bài này trong tay. Cấm chế trận pháp của Long Huyệt Sơn đều có thể mở ra được, đối với ta chính là không việc gì hết, đi xem thử xem. Một hồi lâu xua, Dương Khai mệt mỏi thở ra từng ngụm khí, vù, cũng may có lệnh bài kia, nếu không sợ là tiêu tùng trong mấy trận pháp kia rồi. Gia hỏa Dương Viêm này muốn đem nơi này làm thành tường đồng vách sắt hả? Cô ấy có lẽ là muốn mượn bố trí trận pháp để từ từ nhớ lại việc trước kia, cũng tốt, chỉ cần thứ cô ấy nắm được càng nhiều, trận pháp cấm chế bố trí về sau chắc chắc sẽ càng ngày càng mạnh. Dương Khai đi tới một mảnh đất trống, nơi này không tồi, đủ rộng. Tiếp theo đó, hắn triệu hồi cây cổ thụ từ bên trong hắc thư ra ngoài. Vừa mới được chui ra, cái cây cảm nhận được không gian và linh khí rồi rào xung quanh liền reo lên, tốt tốt tốt, điều kiện nơi này thật đúng là quá tốt. Ngươi thích thì tốt, ta sẽ không trói buộc ngươi nhất định phải ở lại đây, ngươi có thể tự do hành động. Bất quá nơi này có rất nhiều trận pháp và cấm chế, khi hoạt động cẩn thận một chút, đừng để bị trận pháp trói buộc. Yên tâm, ta sẽ không gây rối đâu, đúng rồi, hai giọt kim huyết của ta có thể khiến ngươi tiến hóa, nếu như uống thêm chút nữa thì sao? Kim huyết của ngươi có lẽ cực kỳ quý giá nhỉ, ta trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiến hóa nữa đâu, đợi ngươi về sau nhiều kim huyết hơn rồi lại để ta ăn là được. Mặc dù không nhiều, nhưng hiện giờ cho ngươi một giọt cũng là không sao cả. Dương Khai thoải mái ném một giọt kim huyết bay vào miệng cổ thụ, nó chép miệng nhòm nhòm bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Ta tạm thời vẫn cần vài ngày để thích ứng, ngươi cứ đi làm việc khác đi ta vẫn cần phải bế quan tiếp, các ngươi phải chăm sóc cái cây này cẩn thận đấy. Đợi Dương Viêm Vũ Y về rồi nhớ cũng nói với họ một tiếng, dạ, Dương Thiếu. Dương Khai phân phó xuống mọi người rồi lại quay về mật thất của mình tu luyện, hôm nay đôi mắt của hắn rực sáng lên lên một bông hoa bảy màu lấp lánh. Cả người hắn như được tẩy rửa lột xác, nếu từ ngoài quan sát vào sẽ thấy dường như Dương Khai đang được một hào quang của một bông hoa sen bảy màu bao phủ. Rất lâu sau, khi hắn mở mắt, nửa tháng trước thôn phệ trùng hoàn toàn tiến hóa hoàn tất nối tiếp theo ôn thần liên cũng tiến đến thất thải không ngờ còn vì đó mà ngộ được thần hồn kỹ thần kỹ ôn thần liên tuy có thể nuôi dưỡng thần hồn nhưng theo ghi chép nó không thể khiến võ giả lĩnh ngộ được thần hồn kỹ kết tinh vô sắc kia đã biến mất không thấy đâu ôn thần liên cũng thành công hóa thành thất thải như vậy có thể là tác dụng của kết tinh vô sắc kia lại nhìn qua đám phệ hồn chung đang bay trong không gian thạch thất đám thông phệ trùng sau khi tiến hóa tích tụ với nhau có thể hình thành nên khói bụi, lực sát thương nâng cao rất nhiều, hiện giờ phản hư cảnh trong chốc lát cũng khó có thể trừ khử. Tạm thời cứ để nó ở cùng ôn thần liên đi, nói rồi Dương Khai mở ra thức hải để đám phệ hồn trùng chui vào bên trong. Luyện hóa long cốt long châu, luyện khí lô, dùng lưu viêm phi hỏa tăng cường sức mạnh của thần thức chi lực, tham ngộ ma huyết ti bí thuật. Bế quan khoảng thời gian dài như vậy, điều nên làm đều đã làm rồi. Đến lúc xuất quan rồi, tiện đi xem người kia tìm ta rốt cuộc muốn làm gì. Một lúc sau thân ảnh của Dương Khai đã ngồi ở đại sảnh, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Hai vị cô mỹ nữ là Dương Viêm và Vũ Y cùng lúc cũng xuất hiện, mới có một đoạn thời gian, Dương Viêm hình như càng ngày càng mập ra rồi, hì hì. Anh Khai nhà ta đúng là phúc hưởng mà, lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh. Ai ai cũng xinh đẹp căng tròn, ghen chết người A. Thấy hai nàng, Dương Khai cũng rất thoải mái, còn gì vui hơn khi sau nhiều ngày bế quan lại được nhìn mỹ nhân chứ? Ừm, có chuyện gì mà hai cô vui vẻ vậy? Danh tiếng của Long Huyệt Sơn hiện giờ càng ngày càng lớn, rất nhiều võ giả muốn gia nhập vào đây, ta và Dương Viêm tỷ tỷ đang bàn bạc có nên xây dựng một tông môn nhỏ hay không? Tông môn nhỏ? Sắc mặt Dương Khai trở nên nghiêm túc, trầm trọng nói, hai cô nghĩ đơn giản quá đấy. Chúng ta ở đây không có cao thủ tọa chấn, xây được tông môn gì chứ, hơn nữa chúng ta có thể sống yên ổn ở đây, là do được Tiền Thông quan tâm. Nếu có một ngày Tiền Thông thất thế hoặc chết trong trận chiến nào đó, các cô nghĩ Ảnh Nguyệt Điện sẽ yên tâm để chúng ta phát triển trước mặt bọn họ sao chứ, không phải chứ? Tiền Thông trưởng lão ở Ảnh Nguyệt Điện hình như quyền lực không nhỏ, là chỉ đứng sau điện chủ thôi, là như vậy, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt là những thế lực lớn kia, bình thường thì không sao, nhưng một khi nội bộ phát sinh vấn đề thì chấn động lớn. Người tưởng chừng không thể chết hoặc thất thế nói không chừng lại gặp chuyện bất chắc ngay. Nghe những lời nói của Dương Khai, hai người Vũ Y và Dương Viêm thấy hắn nói có lý, cảm thấy hai nàng đúng là có chút lỗ mãng ngây thơ quá rồi, ngượng ngùng đỏ cả mặt. Hơn nữa, tiền thông tuy tốt với chúng ta, nhưng ta cũng không muốn ỉ vào uy danh của ông ta mãi, núp dưới cánh ông ta mãi, nếu không sẽ luôn cảm thấy thấp kém hơn người khác rất nhiều. Cho nên, không có phản hư cảnh tầng ba cường giả tọa chấn ở đây thì đừng nghĩ xây dựng tông môn nhỏ gì ngươi nói cho lý là ta nghĩ đơn giản quá rồi những người mới đến hai cô tiếp đãi thế nào rồi đương nhiên là từ chối rồi ngươi bế quan mãi bọn ta cũng không dám quyết ừm đúng rồi khi ta bế quan đại diên của lưu ly môn có qua đúng không ta cảm nhận được cô ấy tìm ta có việc gì không đại diên sao không rõ nữa cô ta hình như không thích giao lưu với người khác lắm ta mặc dù không nói được mấy lời với cô ấy nhưng cô ấy lại cứ luôn hỏi thăm về tin tức của huynh hi hi Thôi vậy, ta đi gặp cô ấy vậy, cô ấy có lẽ là có việc gì đó quan trọng. Dương Khai tiến đến một tòa lầu các mà Vũ Y sắp xếp cho đại diên, cảm nhận vào trong lầu các, hơi thỏ bình ổn, có vẻ như là đang ngồi thiền tu luyện. Còn đang do dự có nên quấy giày không thì đại diên từ trên cao đã nói vọng xuống, là Dương Sư Đệ đến rồi sao, mau vào đi, sao lại cảm thấy mình mới là khách vậy nhỉ? Tiến vào phòng khách ngồi xuống, chỉ chốc lát sau thì đại diên đã từ trên lầu chạy xuống, đợi đã lâu rồi nhìn dáng người cân đối, ngực to căng tròn, lại thêm bộ dáng vén tóc yêu kiều, Dương Khai không khỏi âm thầm đánh giá, nữ nhân này dáng vóc cũng không tồi, đáng tiếc là dung mạo không đủ đẹp. Đại Diên vui vẻ ngồi bên cạnh Dương Khai cười nói, Dương Sư Đệ, đây là tử vụ quả mà ta hái từ trên tử vụ sơn xuống. Quả này thuộc về lưu ly li môn chúng ta, sau khi dùng rồi sẽ có giúp ích lớn cho thanh lọc thánh nguyên, Dương Sư Đệ nếu như không ghét bỏ, không bằng thử một hai quả đi. Đại Diên cô nương có lòng như vậy, Dương Mỗ cũng không khách khí nữa, bỗng dưng lại tặng quà, xem ra là tìm ta có việc gì rồi. Dương Khai từ từ lấy một quả bỏ vào miệng, cứ tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng, hắn giật mình. Mùi vị của thứ này cũng không tồi, sau khi ăn vào còn có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu phát chậm ra. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng đúng thật có thể thanh lọc thánh nguyên trong người ta. Lại lấy thêm một quả nữa, từ vụ quả này thật không tồi, ha ha, Dương sư đệ thích thì tốt. Lúc đó sau khi chúng ta tách khỏi ở lưu viêm xa địa ta còn tìm thấy được chút linh quả linh dược ở tầng thứ ba vốn dĩ muốn đợi đệ ở bên ngoài rồi lại hẹn đệ cùng đi thu thập ai biết được đợi rất lâu cũng không thấy đệ ra ha 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 thứ lỗi ta đúng thật đã ở bên trong rất lâu mới ra ngoài khi đó ngụy huynh và tuyên nhi muội muội đều gấp vô cùng a ha 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 thật không ngờ ha ha thế này hả cô ta là đến tìm ta chỉ để nói chuyện thôi sao lại nói lại thì đại diên cô nương đến Long Huyệt Sơn này, không biết là có việc gì không. Nếu như cần Dương Mỗ giúp đỡ, vẫn mong đại diên cô nương cứ nói thẳng, chỉ cần trong phạm vi khả năng của mình, Dương Mỗ nhất định sẽ không chối tử. Đại diên ánh mắt quay đi như đang suy tính điều gì, Dương Khai tất nhiên là nhìn thấy, sự do dự này có vẻ như là muốn ta giúp không phải việc nhỏ. Một lúc sau, đại diên mới lấy hết dũng cảm lên tiếng hỏi, Dương Sư Đệ, Đệ là hư cấp luyện đan sư đúng không? Dương Khai giật thót. Đại diên cô nương, lời này là bắt đầu từ đâu? Dương sư đệ không cần phủ nhận, nếu như ta nói như vậy chắc chắn là có lý do của mình. Bất quá đệ cứ yên tâm đi, việc này ngoại trừ ta ra không còn ai biết hết, nếu như Dương sư đệ cảm thấy không yên tâm thì có thể diệt khẩu. Dương khai sắc mặt tối sầm, rất nghi hoặc hỏi lại, sao cô lại biết được vậy? Đại diên hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là thật à, anh khai lúc này mới biết mình bị lừa, thì ra là đang thăm dò hành sự lừa đảo bao nhiêu năm nay không ngờ anh khai nhà ta cũng có ngày này ha 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 cô nương cũng âm hiểm lắm dương mẫu thụ giáo rồi dương sư đệ thật xin lỗi ta chỉ có thể ra hạ sách này ta thực ra không cách nào khẳng định được việc này nếu như đệ cảm thất tức giận thì cứ mắng ta mấy câu cũng được dương khai nhìn bộ dáng nàng mà hạn hán lời hắn lắc đầu này thì không cần vậy đại diên cảm ơn dương sư đệ đại nhân đại lượng bất quá Việc ta là hư cấp luyện đan sư sao cô lại biết được vậy? Ta chỉ biết đệ là luyện đan sư, còn rốt cuộc là đẳng cấp gì ta cũng không rõ ràng, vậy sao cô? Bởi vì một chút nguyên nhân, ta đối với dược hương đan dược rất mẫn cảm. Trên người Dương sư đệ luôn có các loại đan hương bao quanh, cho nên ta biết đệ là luyện đan sư, chính là hiện giờ trên người đệ cũng có một cỗ đan hương, nếu như ta đoán không nhầm thì. Lẽ là luyện chế qua ngưng hư đan và huyết lê đan đúng không? Hơn nữa ít nhất là nửa năm trước luyện chế ra, ặc ặc, mũi thính quá vậy má. Cô chắc chắn sao, ta ở nơi này cũng một khoảng thời gian rồi, không hề phát hiện ở đây có người biết luyện chế đan dược. Hơn nữa lần trước trong lưu viêm xa địa, Dương Sư Đệ đã từng cho ta một số đan dược trị thương. Những đan dược đó rõ ràng đều mới luyện chế xong chưa lâu, cho nên đại diên mới to gan suy đoán như vậy. Cho nên cô xác định thân phận luyện đan sư của ta trước, lẽ nào là muốn bảo ta giúp cô luyện đan sao? Không phải luyện đan, nhưng đúng là có liên quan đến luyện đan. Ta chỉ là một luyện đan sư hư cấp hạ phẩm, lẽ nào trong lưu ly môn không có hư cấp luyện đan sư sao chứ? Hơn nữa không phải còn có đại sư cao thủ của Dược Đan môn sao, hà tất phải từ xa đến tìm ta. Trong môn phái đúng là có một vị tiêu đại sư là hư cấp luyện đan sư, nhưng vì một số nguyên nhân đại diện thật sự không tiện mời tiêu đại sư ra tay. Còn về vài vị tiền bối của Dược Đan môn, bốn người trong đó có nguyên nhân giống nhau còn vị cuối cùng thì là một sự lựa chọn thích hợp, đáng tiếc cái giá phải trả quá lớn, đại diên không có năng lực này. Nữ nhân này thực lực không tồi, thủ đoạn cũng không tầm thường, ta còn nghĩ cô ta ở trong tông môn rất được xem trọng. Cho nên, người ta có thể tìm chỉ có Dương Sư Đệ mà thôi. Có thể nói cụ thể cần ta giúp gì không, trước khi Dương Sư Đệ đồng ý, ta thực sự không tiện nói. Chạy đến tìm ta giúp đỡ nhưng lại nói mơ hồ, thế thì ai dám giúp, Dương Khai định từ chối thì đại diên vội vàng nói, ta có thể bảo đảm. Chắc chắn là chuyện Dương Sư Đệ có thể làm được, chỉ cần trong ba ngày sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực của đệ, chuyện sau khi thành đại diên sẽ trọng tạ. Chỉ là, Dương Sư Đệ nếu đồng ý thì phải cùng ta về lưu ly môn một chuyến mới được, Dương Khai nhìn nàng chán nản, cái người này sao mà đến nhờ giúp mà lại rắc rối như vậy chứ. Dương Khai không vội từ chối, hắn đứng dậy, chuyện này để ta suy nghĩ thêm. Long Huyệt Sơn bên này phong cảnh không tồi, Đại diện cô nương nếu nhàn rỗi có thể tùy ý đi lại, chuyện của cô ba ngày sau ta sẽ trả lời. Ba ngày sau, vậy ta chờ hồi âm của Dương sư đệ. Một lúc sau, hai cô còn ở đây làm gì, có chuyện gì sao? Không không có gì, Dương Khai trở về đại sảnh thì hai người Vũ Y và Dương Viêm đã chờ sẵn ở đây. Nhìn thấy hắn vừa ngồi xuống, Dương Viêm liền tiến tới, hai mắt nàng sáng lên đầy dẫy mưu mô, tấm lệnh bài phong ấn cũng sáng lên. Cả tòa lầu các liền được cách biệt âm thanh với ngoại giới. Dương Khai hốt hoảng, hai cô muốn làm gì hả? Dương Viêm vội vàng ghé sát lại bộ dáng kiều mị, ngươi không chuẩn bị đáp ứng cô ấy sao hả? Hai cô nghe trộm sao, cái gì mà nghe trộm chứ, chỉ là thử nghiệm một chút trận pháp mới nghiên cứu mà thôi. Trận pháp gì mà có hiệu quả đó vậy, kha kha, muốn biết sao, ừm. Nói ngươi cũng không hiểu, dùng cái này là được, Dương Viêm đưa tới một miếng màu đen xỉ hình tròn. Ấy, trong hình tròn này hình như có tiếng của đại diên, lợi hại không hả? Đây là trận pháp dùng để phối hợp với lầu các đó dùng để nghe âm thanh. Trong thạch phủ của ta cũng có cái này đúng không? Ngươi muốn ta bố trí một cái ở trong đó sao? Không, cô tốt nhất đừng có làm a. À. Dương Khai ném cái hình tròn nhỏ vào đầu Dương Viêm nghe cái bom. Chuyện giám sát lén lút như vậy đừng có làm nữa, nếu bị người ta biết được xem các cô có kết cục thế nào. Trả thành cái thể thống gì, nhưng các cô đã nghe trộm được rồi, vậy nên hiểu ta không đồng ý chuyện này lại nhìn qua sắc mặt của Vũ Y, nhưng nhìn bộ dạng của hai cô hình như có cách hiểu khác nhau. Nếu như có thể, ta đương nhiên muốn ngươi đồng ý yêu cầu của cô ấy. Cô bình thường không hề đồng cảm với người khác như vậy mà. Cô đang có mưu đồ gì đúng không hả? He he, ta đúng là có mục đích khác, nhưng chỉ cần ngươi đi một chuyến đến Lưu Ly Môn mà thôi, chẳng qua chỉ là việc nhỏ, bé như con kiến thôi, hi hi hi. Đại Diên nhìn có vẻ không giống có tiền lắm, ở trong Lưu Ly Môn cũng không phải rất được yêu quý, ta không muốn làm không công đâu. Vậy ngươi có biết đệ tử xuất sắc nhất trước kia của Lưu Ly Môn là ai không hả? Đại Diên sao? Không sai, trước kia trong Lưu Ly Môn, Đại Diên là áp chế Doãn Tố Điệp, Đại Diên lại đột nhiên tách ra khỏi tầm nhìn của Lưu Ly Môn, mà Doãn Tố Điệp lại thay thế vào đó. Nhưng cao tầng của Lưu Ly Môn đối với Đại Diên giống như vừa yêu vừa hận vậy, cung cấp cho cô ta tài nguyên tu luyện và nơi ở không hề kém gì Doãn Tố Điệp. Nhưng lại không có ý muốn bồi dưỡng cô ta, Điều này khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, ta không giao thủ với cô ấy, nhưng có thể nhìn thấy thực lực cô ấy quả thật không kém, chỉ là cô ấy không chịu dùng toàn lực mà thôi. Ơ ờ, nhưng mà lạc đề rồi, ta giúp cô ấy cũng chẳng có được gì tốt đâu, nhưng cũng không có gì xấu đúng không? Bỏ ra chút tình người cho cô ấy, cũng coi như là một phần thu hoạch, dù gì nhiều năm trước cô ấy cũng rất được yêu quý, nói không chừng ngày nào đó cô ấy lại lật được mình. Đối với sự phát triển của chính ta vô cũng có sự giúp đỡ, lại nói Dương Viêm tỷ tỷ giống như còn có tính toán khác. Còn có tính toán khác nữa à? Thiên Hoan Lưu Ly Sơn, ngươi từng nghe nói rồi chứ? Đó là một tòa núi lớn được thiên nhiên sinh ra, được Thiên Hoan Lưu Ly hình thành, Lưu Ly Muôn cũng bởi vì nó mới chọn khai tông lập phái ở đó. Mà Thiên Hoan Lưu Ly là một loại bảo bối luyện khí, nó có được rất nhiều công năng biến hóa và tự mình tu phục, ta cần thứ đồ này, hơn nữa là cần một lượng lớn Cô muốn nguồn gốc khai tông lập phái của người ta luôn à, cứ nằm mơ đi, cứ cho chúng ta chịu ra giá người ta cũng không bán đâu. Cũng không đến mức không chịu bán, Lưu Ly Muôn lấy núi này làm trận nhãn bố trí xuống đại trận phóng ra Lưu Ly thần quang, có công hiệu mê hoặc lòng người. Cứ cho là bản thân Lưu Ly Muôn cũng chỉ có thể cách mấy chục năm mới có thể có được một chút Thiên Hoan Lưu Ly, chỉ lấy ra một phần nhỏ trong đó đem bán. Mỗi một lần đều bị các đại thế lực tranh giành điên cuồng, giá cả cao đến khiến người chỉ tay chúng ta hiện giờ nghèo rớt mùng tơi, đúng thật là không mua nổi. Nghe tới nghèo rớt mùng tơi. Dương Khai mặt tối sầm chắn nản phi đến nắm lấy vai Dương Viêm, Dương Viêm tỉ tỉ à, tôi nghe nói cô trước kia đã bán rất nhiều bí bảo mà. Nhìn bộ dáng tiếc của của hắn mà Dương Viêm mắt trắng dã, bố trí trận pháp hao phí rất nhiều á, hơn nữ chúng ta nhiều người cần ăn cơm như vậy mà. Vậy cô còn làm đống trận pháp linh tinh kia làm gì, Vũ Y, cô cũng không nhìn cô ấy. Vũ Y vội vàng xua tay lên tiếng, cũng không nghèo đến vậy hơn nữa chúng ta vẫn còn có thể bán bí bảo mà không được không thể bán nữa ít nhất trước khi chúng ta lớn mạnh hẳn lên thì không được bán ta biết rồi mà nói tiếp chuyện chính đi thiên hoan lưu ly kia quý giá như vậy ta sao mà lấy được chứ tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì dễ như ăn bún bò giò heo dương viêm vỗ tay vài tiếng tiểu tiểu à tiểu tiểu như siêu nhân gao biến hình xuất hiện nhảy thẳng lên đầu dương viêm gao ồ gao ồ gáo he 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 tiểu tiểu đến cấm chế mà ta bố trí cũng có thể coi như không có gì, xông vào một lưu ly môn tự nhiên là chẳng vấn đề gì. Ta không tin trận pháp của lưu ly môn lại cao minh hơn bố trí của ta. He he he, đến lúc đó bí bảo trong thiên hoan lưu ly sơn nhất định sẽ bị đào thành một cái lỗ, nhìn một cặp bài trộm cướp này mà Dương Khai như nhìn thấy mình hồi xưa cùng địa ma vậy, chật chật. Lưu ly môn gặp xui xẻo rồi, không sợ bị ăn trộm mà sợ bị trộm tinh kế, sao lại bị loại người như Dương Viêm đây nhắm vào chứ? Dương Viêm cười đắc ý khà khà nhếch mép, ta sớm đã muốn thiên hoan lưu ly kia rồi, tiếc là vẫn luôn không có cơ hội. Cô muốn thiên hoan lưu ly luyện chế cái gì vậy, làm không tốt đồ không lấy được còn rước phiền toái đến. Bây giờ không tiện nói rõ, bởi vì trong lòng ta cũng không chắc chắn, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, thứ này có ích lớn đối với ngươi, chắc chắn sẽ không khiến ngươi thất vọng. Lại là việc không thể nói à, đám phụ nữ này một người hai người đều thế này, cái gì cũng bảo không thể nói, không tiện nói để ta suy nghĩ thêm chút đi, không không, a a a ha, đi mà đi đi mà. Dương viên bày ra bộ dáng làm nũng mê hoặc lòng yêu thích trẻ con của Dương Khai, sau đó nàng lại cầm tấn bản đồ lên lắc lắc trước mặt hắn. Biết Dương Khai ham tiền, chỉ có dụ dỗ hắn bằng cách này, he he, lại tiện đường dùng tàn đồ tìm kiếm bảo bối, nói không chừng có thứ đáng tiền đấy. Anh Khai là ai chứ, nói có tiền là hào hứng ngay. Ba ngày sau, đại diên buồn rầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật, Hôm nay là thời hạn ba ngày đã hẹn với Dương Khai, không biết hắn có đến không. Long Huyệt Sơn này tuy người không nhiều, nhưng lại chăm chỉ vô cùng. Đại đa số thời gian mọi người đều bế quan tu luyện. Nghe nói nơi này hiện giờ gần với Tu luyện Thánh địa nổi tiếng, đáng tiếc nơi này không tiếp nạp người ngoài, cũng không có ý định phát triển mạnh mẽ. Đây là một cách làm thông minh. Muốn phát triển mạnh mẽ trước mắt ảnh Nguyệt Điện, ảnh Nguyệt Điện sẽ không để yên đâu. Suy nghĩ hồi lâu thì đã gần hết buổi sáng bây giờ chưa đến có lẽ sẽ không đến đâu. Ai? Vừa thở dài một hơi quay đi thì nàng bỗng giật mình đứng hững lại. Vì nàng đã cảm giác được Dương Khai đến, hắn đứng ở dưới vẫy tay gọi lớn, đại diên cô nương, chào buổi sáng, good morning. Thấy hắn tới nàng đột nhiên trở nên vội vã, ngươi chờ lát, ta xuống liền, không biết hắn đến từ chối hay. Vừa mới chạy xuống lầu các đã thấy Dương Khai tươi cười nói, đại diên cô nương có gì cần thu dọn không, nếu không có thì chúng ta lên đường thôi. Hả, nàng ngốc ra một lúc, niềm vui đến quá bất ngờ. Không phải cần đến lưu ly môn với cô một chuyến sao hả, lẽ nào cô nương muốn ở thêm vài ngày nữa sao, không phải không phỉa, chỉ là. Chỉ là đại diên cô nương nghi hoặc, tại sao ta đồng ý đi với cô sao? Đại diên nghe hắn nói thì cũng có chút trột dạ, rõ ràng là ta thỉnh cầu người ta, mà giờ lại nghi hoặc, chấm chấm. Lý do rất đơn giản, he he, đã chuẩn bị ăn nói xong cả rồi, ta bế quan đã nửa năm, gần đây gặp nút thắt muốn ra ngoài đi lại hoạt động, hơn nữa ta còn rất hiếu kỳ về các đại tông môn trên u ám tinh, hiện giờ có cơ hội tiếp xúc gần, đi mở mang tầm mắt cũng là tốt. Hóa ra là vậy, Lưu Ly Môn bọn ta thế lực tuy không yếu nhưng nói về tông môn khí tượng thì không đuổi kịp Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, có điều Dương Sư đệ lại gặp phải nút thắt tu luyện rồi, đúng là thiên tài kinh thiên. Lần đầu gặp hắn mới là Thánh Vương cảnh tầng 1, nhanh như vậy đã đạt đến đỉnh phong tầng 2 rồi xem ra dương sư đệ cơ duyên trong lưu viêm xa địa không hề nhỏ. Chúng ta lên đường thôi, ở đây đến lưu ly môn kể cả thông qua không gian pháp trận cũng phải mất một tháng, không sao. Đúng rồi, quên không nói với cô, lần này dương viêm cũng đi cùng ta, không biết có tiện hay không. Dương viêm cô nương sao, không có gì là không tiện cả, vị sư muội này của ta có hứng thú với trận pháp, cho nên nàng nặc muốn đi cùng ta, xem xem bố trí trận pháp của quý tông có gì học được không. Cô cũng biết con gái mà, Lời nói còn chưa dứt thì đã cảm nhận được hai đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm, Dương Khai dùng mình vội sửa đổi, khụ khụ, ta không cả nổi cô ta, nên đành phải đưa đi theo. Phù phù, may mà không nói con gái mà, suốt ngày quấy nhiễu, quên mất đại diên cũng là con gái, nếu mà nói thì toang rồi. Một hồi sau ba người đã tiến tới không gian truyền tống trận của Thiên Vân Thành, có thông hành bài không? Bằng hữu, thông hành bài thì bỏ qua đã, đây là chút tâm ý của ta, ta là đại diên của Lưu Ly Môn sử dụng truyền tống môn cần bao nhiêu thánh tinh vậy? Khụ khụ, vào đi vào đi. Đại Diên đại nhân là quý khách của Ảnh Nguyệt Điện, bọn ta đâu dám ngăn cản. Đại Diên là dựa vào tinh thoa bay qua đây sao, không dùng truyền tống trận vậy phải mất bao nhiêu thời gian, cho nên mới không có ai biết Đại Diên đến thăm Long Huyệt Sơn. Sau khi truyền tống đến thành trì gần Lưu Ly Môn, ba người cưỡi tinh thoa bay tiếp chặng đường còn lại. Còn vài ngày nữa mới đến, ta nhân khoảng thời gian này tiếp tục luyện hóa kim huyết tì thôi. Kim huyết ti này thú vị thật, đáng tiếc ma huyết ti bí thuật chỉ có được một nửa, có điều đã kết giao với đặng ngưng rồi, về sau không phỉa không có cơ hội lấy được nửa còn lại. Lại vài ngày trôi qua, ba người đã bay tới khu vực của Lưu Ly Môn. Lưu Ly Môn có lẽ ở trong sơn mạch kia rồi. Phía trước chính là sơn môn của Lưu Ly Môn, hai vị hãy theo sát nhé, đại diện bay trước dẫn đường còn hai người dương khai thì bám theo sau. Đây là đang tránh cấm chế gì sao, dù gì cũng là đại môn nhỉ, trong ngàn dặm xung quanh đều bố trí cấm chế. Bất quá những cấm chế này đối với Dương Viêm mà nói, chắc chắn yếu không cần nhắc đến. Một hồi bay lượn, đây chính là Thái Thanh Sơn Mạch, mỗi ngọn núi đều có trưởng lão và các đệ tử có thực lực khác nhau cư trú. Vị trí trung tâm của nó có rất nhiều đệ tử giao lưu tu luyện và phát hành nhiệm vụ. Hình như còn nghe nói, bọn họ còn tìm người kết bạn ra ngoài du ngoạn đó, có vẻ như rất thú vị. Nhìn bộ dáng kích động của đại diên. Dương Khai suy tư, cô ấy ở trong lưu ly môn có lẽ là rất cô đơn, luôn hướng về nơi có hoạt động tập thể. Ta ở trong thiên hoan phong, nơi đó rất yên tĩnh, trong tông môn cũng coi như là đỉnh núi thượng đẳng. Ừ. Không hổ là đại thế lực của U Ám Tinh, Long Huyệt Sơn so với Thái Thanh Sơn Mạch rõ ràng là quá nhỏ bé. Một lưu ly môn đã có khí thế thế này, những tông môn mạnh hơn khác trên U Ám Tinh thì sao nhỉ? Nghe nói quý tông có thiên hoan lưu ly sơn rất là thần kỳ đúng không? Đại diên kinh ngạc, Dương sư đệ vậy mà lại biết đến Lưu Ly Sơn chúng ta sao? Danh tiếng của Thiên Hoan Lưu Ly Sơn cao như vậy, Dương mẫu vẫn là nghe qua một ít, nghe nói ngọn núi này là do Thiên Hoan Lưu Ly tạo thành, không biết có phải là thật không. Bỗng Dương Đại Diên tâm trạng như có chút thay đổi, không sai, nhưng Thiên Hoan Lưu Ly của chúng ta rất hiếm, căn bản không lấy dùng, mấy chục năm mới dùng một chút cách đặc thù lấy được một chút mà thôi, cách đặc thù sao? Đại Diên ngoảnh mặt đi dường như không muốn trả lời. Xem ra ta hỏi phải chuyện không nên hỏi, đại diện cô nương cứ coi như chưa nghe thấy đi. Đây là cơ mật cốt lõi nhất của tông môn, cơ mật một khi bị lộ ra sẽ bị trừng phạt khó mà tưởng tượng, vẫn mong Dương sư đệ hiểu cho, không sao, là Dương Mỗ đã đường đột rồi. Bất quá có thể nhìn từ xa một chút, Dương sư đệ không bằng đi một chuyến xem sao. Sẽ không mang phiền phức đến cho cô nương chứ, vậy không đi cũng được, dù gì ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dương Viêm ở bên cạnh nghe hắn từ chối thì giận dữ tiến đến cấu ngón tay vào thịt hắn, làm cho Dương Khai đau phát khóc mà không dám la lên, chỉ nhìn từ xa mà thôi, các sư thúc chấn thủ bên đó có lẽ sẽ không trách tội đâu. Dương Khai đau đớn truyền âm quay lại, làm gì thế hả, không đi cũng được sao, ta đã cố tình qua đây rồi, hừ hừ, Dương Sư Đệ, mời đi theo ta. Khi ba người vừa tiến vào khu vực ngọn núi có thiên hoan lưu ly thì vài thân ảnh của lưu ly môn đệ tử xuất hiện chặn đường, là người nào, lại dám xông vào nơi này. Khi nhìn rõ người dẫn đầu thì ba tên đệ tử này liền cung kính, thì ra là đại diên sư Thúc, chúng đệ tử bái kiến sư Thúc. Ba người này tu vi đều là nhập thánh cảnh và siêu phàm cảnh. Dương Khai ngạc nhiên, sư Thúc sao, cũng đúng a, à, dựa vào cảnh giới tu vi của cô ấy, đúng thật là có tư cách làm sư thúc của ba người này, là ba người các ngươi giúp canh giữ sao? Đúng vậy. Khi tên đệ tử cầm đầu nhìn thấy hai người Dương Khai lại thấy bộ dáng thấp thỏm của dương viêm thì liền lên tiếng hỏi thăm xin hỏi sư thúc hai vị này là họ là khách của ta nếu như các trưởng lão hỏi đến các ngươi cứ nói như vậy là được ạ khi ba người đi rồi thì nữ đệ tử mới quay sang bàn tán đó chính là đại diên sư thúc cư trú ở thiên hoan phong sao chẳng phải ta nghe nói thúc ấy bề ngoài quốc sắc thiên hương sao sao lại suỵt tên nam tử đi cùng nhìn ngó xung quanh phát hiện không có ai mới quay lại nói loại chuyện này muội cũng dám tùy ý bình luận sao không muốn mạng nữa hả hai người nhập môn muộn loại việc này đừng có tùy ý nghe ngóng nếu không sẽ phạm cấm kỵ về sau ở tông môn sẽ không có ngày xuất đầu đâu biết chưa hả biết rồi hả bất quá vị đại diên sư thúc này vậy mà lại mời khách về đây cũng là việc hiếm có vị này bình thường không bao giờ rời khỏi tông môn cư nhiên lại đưa bạn khác giới về thôi vậy đợi các trưởng lão có hỏi thì cứ nói sự thật là được còn ở bên này Đại Diên đưa Dương Khai và Dương Viêm bay đến một khu vực cách ngọn núi lấp lánh khá xa, đây chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn. Ừm. Cảm giác tồn tại của ngọn núi nhỏ này thấp thật, suýt không phát hiện ra, vừa rồi hình như bị một luồng sức mạnh thôn phệ, may mà thần niệm ta thu lại nhanh. Để Dương huynh chê cười rồi, Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn tuy danh tiếng lớn, nhưng nhiều lúc nó không hề lọt vào mắt. Nhiều lúc, từ này ý là sao? Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn có năng lực biến huyễn, từ chúng ta nhìn thấy có lẽ chỉ là một loại hình thái của lưu ly sơn mà thôi. xem ra dương viêm cô nương biết không ít về lưu ly sơn bọn ta. nó có lúc sẽ phát ra cả vạn luồng sáng, có lúc lại thay đổi to nhỏ rất dị thường, thú vị. trận pháp các người bố trí ở đây có hiệu quả chấn áp phải không? ừm, để phòng ngộ nhỡ bọn ta đành phải chấn áp nó. với chức năng biến hóa dị thường của nó, nói không chừng sẽ biến thành thứ gì đó khiến bọn ta mất đi nó. sư thúc đã phát hiện chúng ta rồi còn dừng lai sợ là họ sẽ lên hỏi, chúng ta đi thôi. Vừa rồi đúng là có thần niệm của phản hư cảnh thăm dò qua đây, xem trọng tiểu sơn đó như vậy, ắt hẳn nó rất đáng giá. Chỉ cần có cơ hội sẽ thả tiểu tiểu ra ngoài, bọn ta liền ngồi chờ bội thu thôi. Đại diên nào đâu biết âm mưu to lớn của hai tên siêu trộm này chứ, nàng dẫn hắn bay về chỗ mình ở. Trên đường thấy ánh mắt lưu ly môn đệ tử nhìn đại diên cứ kỳ kỳ, xem ra nữ nhân này gặp chuyện gì ở lưu ly môn rồi kia chính là thiên huyễn phong mà ta ở nơi ở đơn giản mong dương sư đệ và dương viêm cô nương đừng để bụng đại diên cô nương khách sáo rồi trong sơn phong này đến một thị nữ cũng không có xem ra trong thiên huyễn phong này chỉ có một mình đại diên ở thiên huyễn phong này tuy hẻo lánh nhưng phong cảnh không tồi chút nào hơn nữa thiên địa linh khí cũng ổn sơn phong tầm trung mà có phong cảnh thế này vậy thì thượng cổ di chỉ trong lưu viêm xa địa sợ là còn khoa trương hơn ba người đi xuống chân tòa núi ở đây có một trận pháp phải mở tường đá mới vào được sao? Dương Viêm cô nương thật tinh thông trận pháp, nếu không chê thì cứ tùy ý nghiên cứu. Dương Viêm thấy được khen lại bày ra cái bộ dáng đắc ý, Dương Khai đứng một bên chỉ muốn gõ đầu nàng một cái. Chỉ thấy tiếp đó, Đại Diên lấy từ trong người ra một tấm ngọc bội sau đó ném về tường đá. Bùng lên một tiếng, một động khẩu từ đó xuất hiện, còn viên ngọc bội thì biến thành một vật như bức tường nằm dưới đất. Đại Diên nhảy lên bức tường nằm dưới đất kia sau đó vẫy tay về hướng hai người, Dương Sư Đệ, Dương Viêm Cô Nương, mời vào. Hai người Dương Khai cũng đồng thời tiến lên bức tường, đứng vững đấy, khi ba người chuẩn bị bay vào bên trong thì. Đại Diên khuôn mặt khó chịu nhìn về phía sau, Dương Khai thấy thế cũng nhìn qua, hửm, là cô ta. Dương Sư Đệ, Dương Viêm Cô Nương, hai người đợi một lát, có người qua tìm ta. Thân ảnh nữ tử kia từ từ đáp xuống trước mặt ba người. Ha ha ha. Thì ra người đến chính là Doãn Tố Điệp, thấy nàng ta thì đại diên tỏ vẻ rất không vui sư tỷ tỷ quay lại rồi sao doãn tố đẹp cô đến đây làm gì tiểu muội nghe nói sư tỷ đã về bèn lập tức qua đây nghênh đón lẽ nào sư tỷ còn muốn trách tiểu muội sao từ người nàng ta tỏa ra một cỗ năng lượng kỳ dị thu hút người khác giới là mị công cô cho người giám sát ta sư tỷ không từ mà biệt tiểu muội sợ sư tôn lo lắng mới đặc biệt chú ý đến an toàn của sư tỷ cô chạy đến chỗ ta chắc không phải chỉ nói những điều này chứ Sư Tôn đang mời Tiêu Đại sư luyện chế Ngưng Hư đan, lò tiếp theo có nắm chắc đến 8 thành có thể luyện chế thành công, đến lúc đó tiểu muội có thể cần bế quan xung kích phản hư cảnh, không có thời gian đến tìm sư tỷ nữa. Sư tỷ nếu như cảm thấy cô đơn, tiểu muội cho vài thị nữ đến bầu bạn với tỷ thì thế nào hả? Ngưng Hư đan sao? Vậy thì thật chúc mừng sư muội nhé. Đúng vậy, nay cũng mau nhờ có mấy cây Thúy La thảo mà sư tỷ mang về từ Lưu Viêm xa địa đó. Tiểu muội không có may mắn đến vậy, một cây cũng không hái được nếu như chuẩn bị xung kích phản hư cảnh vậy sư muội vẫn là quay về chuẩn bị đi nếu như mà thất bại thì sẽ phụ lòng tốt của sư tôn ấy hai người những lời nói toàn hướng giao kiếm về phía đối phương câu nào câu nấy đều có ý tứ sâu xa có vẻ như hai người có mối thù nào đó rất lớn đại diên quay người tiến lại chỗ dương khai sư tỷ cần tiếp đãi khách không tháp tùng nữa vị tiểu ca này quen mặt quá nhỉ có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không ta đúng thật gặp qua Doãn Cô Nương mấy lần. Chỉ là tại hạ tên tuổi ít được biết đến, Doãn Cô Nương có lẽ không để ý đến. Cả người Doãn Tố Điệp tỏa ra mị công hướng thẳng đến Dương Khai, tiểu ca thật biết nói chuyện quá, huynh là người di cùng ngụy cổ xương đúng không, sao huynh lại quen biết với sư tỷ vậy? Dương Khai trong lòng cười lạnh, dùng mị công với ta à, chỉ là quen biết ở lưu viêm xa địa mà thôi. Thì ra là vậy, bất quá có thể khiến sư tỷ mời huynh đến làm khách, có vẻ quan hệ với sư tỷ cũng không đơn giản nhỉ, nếu như không ghét bỏ thì, ngày khác đến bách điệp phong của ta ngồi chút nhé. Bách điệp phong của ta cách nơi này mặc dù không gần, nhưng cũng có một phần phong cảnh, nhất định sẽ không làm huynh thất vọng đâu. Thấy nàng ta vì chọc tức mình mà cố tình mê hoặc dương khai, đại diên nổi giận quát lên, doãn tố điệp, chuyện gì vậy? Nhưng chỉ thấy dương khai lúc này như chúng phải mị công của nàng ta, bị mê hoặc đến phát rồi liền tiến tới nắm bàn tay của doãn tố điệp. Dương Khai cố tình nên cả hai bàn tay đều nắm chặt lấy, không cho Doãn Tố Điệp có cơ hội rút tay lại. Doãn Tố Điệp mặt tối sầm lại, lại bị Dương Khai nắm chặt tay không buông, còn Đại Diên và Dương Viêm cũng kinh ngạc không biết nói gì. Ghét quá, huynh làm ta đau rồi, không đau không đau, ta bây giờ đang có thời gian, bây giờ liền đi bách diệp phong thế nào hả? Nhìn Dương Khai bộ dáng như mất đi lý trí, Doãn Tố Điệp lại không dám đánh hắn, lại cũng không thể lật mặt rằng hắn cố tình, mặt tối sầm cười gượng gạo. Dương Khai mặt đỏ bừng như trúng thuốc tay vẫn nắm chặt, giọng lại có chút không kiềm chế được nữa. Vừa rồi không phải muội đã mời ta sao, vậy còn đợi gì nữa chứ? Đại Diên một bên thấy vậy thì không nhịn được nữa liền chạy đến giật tay Dương Khai lại, nhìn Doãn Tố Điệp tức giận nói, sư muội mời về cho. Doãn Tố Điệp bị anh Khai lợi dụng nắm tay cũng khó chịu trong lòng, nàng ta liền xoay người cưỡi tinh thoa bay đi, hứ, sư tỷ đừng có quên đến thỉnh an với sư tôn, người vẫn luôn nhớ tỷ đấy thầy doãn tố điệp đã đi đại diên ngoảnh đầu nhìn chằm chằm dương khai bộ dáng tức giận dương khai như ngây thơ vô số tội sao thế trên mặt ta có hoa hả thầy hắn tỉnh táo như thế đại diên liền ngạc nhiên đệ không trúng mị công của ả à sao mị công gì chứ cô ta thi triển sai đối tượng rồi động bàn tơ của phiến khinh la còn đáng sợ hơn nhiều hích hích biết vừa rồi là dương khai giả bộ gan đệ cũng lớn lắm nếu như cô ta vạch trần tại trận chắc chắn sẽ không tha cho đệ đâu chẳng phải cô ta cũng không vạch trần đó sao? Dương Khai đây là nhì không nổi nữa ra mặt giúp ta à? Cảm ơn, không cần, là cô ta ra tay với ta trước, ta chỉ phản kích lại mà thôi. Đại Diên che miệng khẽ cười, cảm giác thế nào, cũng không tồi, làn da mềm mịn, chăm sóc rất tốt. Vừa khen doãn tố điệp Đại Diên liền trở mặt ngay, nàng tức giận quay người lại, hứ, đùa với đệ vậy mà lại coi là thật, hai vị mời theo ta vào. Khi hai người Dương Khai theo chân của Đại Diên tiến vào bên trong, nhìn tràng cảnh trước mặt thì Dương Viêm cả người run lên vì kích động. Đây là đại trận thiên nhiên, quả nhiên là khâu che nổi mắt Dương Viêm cô nương. Bất quá trận pháp này chỉ chuẩn bị một chút, có tác dụng mê hoặc, không có uy năng quá lớn. Sau đó có người đem trận pháp thiên nhiên nơi này thay đổi một ít hả? Ừm, là người cư trú trên Thiên Hoan Phong trước kia. Người đó, người đó có chút hiểu biết về trận pháp, cho nên đã thay đổi trận pháp để trận pháp có khả năng chống địch. Dương Viêm bộ dáng vui vẻ giơ tay sung phong, ta có thể tiến vào xem thử không? Dương Khai thấy thế liền cho nàng một cái bốp vào đầu muốn xưng đầu ba tháng, càn quấy. Nơi này dù gì cũng là động phủ của đại diên, sao có thể bị người tùy ý tra xét chứ hả? Không sao đâu Dương Sư Đệ, trận pháp này ta chỉ biết một con đường an toàn đi vào, Dương Viêm cô nương nếu như có thể phá giải được trận pháp này, đại diên còn phải cảm kích Dương Viêm cô nương nữa. Thì ra là vậy, Dương Khai nhìn qua Dương Viêm bộ dáng lạnh lùng không tin tưởng. Cô làm được không đó? Ngươi thấy có trận pháp nào mà ta không giải quyết được sao hả? Hứ, nói rồi Dương Viêm bay xuống trận pháp phía dưới. Dương Khai cũng mặc kệ nàng, chẳng qua làm ra vẻ chút thôi. He he, chúng ta đi thôi, mặc kệ cô ấy, cô ấy nghiên cứu xong rồi tự nhiên sẽ đi ra thôi. Một hồi sau, Dương Khai theo bước chân của đại diên tiến đến một căn mật thất, bên trong đều là đan lô và một số bình đan dược, để Dương Sư Đệ chê cười rồi tất cả những thứ ở chỗ đại diên đây, sợ là không lọt vào mắt siêu đệ đâu nhỉ. Nào có nào có, cô nương, nơi này có động thiên riêng tốt hơn trong long huyệt sơn nhiều, dương sư đệ, thế giới ở bên ngoài thật sự có luyện đan sư hư vương cấp sao. Không sai, mặc dù ta chưa gặp qua nhưng tuyệt có nghe nói đến, hơn nữa cũng có luyện khí sư hư vương cấp, cường giả hư vương cảnh còn có loại đại nhân vật như tinh chủ. Tinh chủ sao? Nghe nói là đại võ giả có thể luyện hóa tinh cầu bản nguyên đúng không? Ừm, nhưng ta nghe nói luyện hóa tinh cầu bản nguyên cực kỳ nguy hiểm, cho dù là hư vương cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện làm thử, nếu không sẽ có khả năng hồn phi phách tán. Như vậy sao? Nếu có cơ hội thì đại diên còn muốn cùng Dương sư đệ thỉnh giáo đặc sắc bên ngoài, vẫn mong Dương sư đệ đừng từ chối. Được, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ biết gì nói nấy, cảm ơn, đại diên phải đi thỉnh an với sư tôn rồi, phiền Dương sư đệ nghỉ ngơi trong thạch thất ở bên cạnh một chút. Nhìn bóng lưng của đại diên đã rời đi, Dương Khai lúc này mới gọi tiểu tiểu ra bên ngoài, biết mình phải làm gì rồi chứ hả? Vị trí ta sẽ nói cho ngươi, nhớ lấy, đừng kinh động đến bất kỳ ai. Dương Khai truyền một đạo ý niệm cho tiểu tiểu sau đó cổ vũ, đi đi. Tiểu tiểu gao ồ một tiếng sau đó liền bắt tay đào sâu cuốc bẫm, chỉ chốc lát thân hình nó đã lặn sâu vào trong lòng đất. Việc cần làm đã làm rồi, tiếp theo chỉ còn chờ lưu ly môn đến báo án nữa mà thôi, he he he, sửa lại hố xong, phi tăng chứng cứ, sang thạch thất bên cạnh đợi thôi. Dương Khai qua gian thạch thất bên cạnh ngồi lên giường bắt đầu suy tư, cũng không biết đại diên mời ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá, dựa vào tính cách của đại diên, có lẽ sẽ không muốn ta làm việc quá khó khăn, ngược lại mục đích đến đây đã đạt thành. Dương Khai nằm đó suy tư sau đó ngủ một giấc, vài ngày sau, ba ngày rồi, đại diên cũng không thấy tới tìm ta. Mấy ngày trước lúc tới đây, nét mặt cô ấy như muốn nói đang chịu sự oan ức gì đó, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó với sư tôn của cô ấy. Cũng may Dương Viêm biết cách sắp xếp, phá giải trận pháp bên ngoài hang động, còn thay đổi một lượt. Hai người đó không ngờ dựa vào việc lập khế cơ mà quan hệ cũng tốt dần lên, thậm chí còn là tỉ muội thân thiết. Rõ ràng ngày trước khi lên đường hai người họ còn không thèm nói chuyện với nhau, phụ nữ ấy mà, đúng là không thể hiểu. Quá buồn chán nên Dương Khai lại lấy ra luyện khí lư xem xét tình huống bên trong. Thời gian luyện hóa long cốt long châu khá dài, có điều dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, đợi lát nữa rồi đẩy nhanh tiến độ cũng được, đúng lúc này, sư đệ, ngươi có trong đó không? Biết là đại diên đến, Dương Khai liền thu luyện khí lưu lại, sau đó đại diên tiến vào. Sắc mặt của nàng hôm nay có vẻ không tốt cho lắm, trong lòng dường như có tâm trạng gì đó. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi rồi chứ hả? Ừm, đã chuẩn bị xong rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, có điều ta cũng nói trước, đại diên cô nương có phải nên nói với ta? phải giúp ngươi việc thế nào chứ? Lần này ta tới đây chính là muốn nói với ngươi một số chuyện. Không biết vì lý do gì nhưng khí nói đến thì sắc mặt đại diên có chút hồng lên. Dương Khai nghi hoặc cô ta sao lại bày ra vẻ mặt đó nhỉ? Kỳ thực ta tới đây thăm Dương sư đệ là muốn ngươi giải độc cho ta. Giải độc sao? Ngươi chúng độc là muốn ta luyện đan giải độc sao? Độc mà ta chúng không có đan nào có thể giải. Độc mà ta chúng là thiên hoàn lưu ly chi độc. Dương Khai nghe vậy liền cả kinh. Thiên hoan lưu ly chi độc, thiên hoan lưu ly không phải là bảo vật quý hiếm sao, hơn nữa ta nghe nói loại dược liệu này không có độc, đại diên thở dài, nó thực sự không có độc tính. Nhưng nếu như là ăn sống thì sao, cái gì, ngươi chán sống rồi à, làm vậy thì có lợi gì cho ngươi chứ? Đại diên như trẻ nhỏ làm sai không dám ngẩng đầu túm chặt gấu váy, ta uống nó là bởi vì muốn tu luyện thiên hoan lưu ly công. Bắt đầu từ lúc ta nhập thánh cảnh, đã rất nhiều năm trôi qua, đây là do sư tổ phái Lưu Ly bọn ta dựa vào Lưu Ly Sơn để tạo ra. Bình thường mỗi một khóa đệ tử của phái Lưu Ly đều phải có người tu luyện công pháp này, mà người đại diện năm đó chính là ta. Công pháp này quá kỳ lạ, xem ra cũng không phải thứ tốt đẹp gì, ừm, nhưng đối với tông môn mà nói là chuyện không thể thiếu, mà người tu luyện Thiên Hoan Phong vẫn luôn vì công pháp này mà ra mình ở đây, vì vậy mới có cái tên này. Dương Khai nghe vậy như cũng hiểu ra. Vậy người lúc trước ở đây cũng là tu luyện loại công pháp này đúng không? Không sai, ta từ nhỏ đã lớn lên bên cô ấy, cũng là cô ấy truyền dạy công pháp cho ta, cô ấy có thể nói là sư tôn đích thực của ta. Kết cục của cô nương đó e là, đó là số mệnh của cô ấy, hơn nữa tu luyện loại công pháp này, trước khi luyện thành công mà đã giao đấu với người khác thì không thể sử dụng công pháp này. Nếu không độc tính sẽ ngày càng sâu, tới cuối cùng là không cách nào trị được. Ta muốn đột kích phản hư cảnh thì nhất định phải có sự trợ giúp của Dương Sư Đệ, trước tiên là hóa giải độc tố đã tích tụ bao lâu trong người ta, nếu không ta nhất định sẽ chết. Người tu luyện Thiên Hoan Lưu Ly công có phải là có liên quan tới việc thu thập Thiên Hoan Lưu Ly không? Nghe vậy thì Đại Diên giật mình thất thanh kêu lên, Dương Sư Đệ, lời này không nên nói ra đâu, ồ, ta nói đúng rồi phải không? Không sai, ta luyện Thiên Hoan Lưu Ly công chính là bởi vì muốn đi thu thập Thiên Hoan Lưu Ly, từ sau khi tiền bối trước của ta mất, thì không ai có thể thu thập thiên hoan lưu ly nữa, mà ta chỉ có thể luyện tới cảnh giới phản hư thì mới có thể đi thu thập. Đây là một trong những chuyện tuyệt mật của tông môn, nói ở trước mặt ta thì không sao, nhưng tuyệt đối không nên nói với người khác, ta hiểu rồi, tuyệt mật của tông môn này cũng quá dễ đoán rồi đi. Vậy thì ta phải làm thế nào mới có thể giúp cô hóa giải độc của thiên hoan lưu ly đây? Vị tiền bối lúc trước cư trú ở nơi này để lại một phương pháp, một khi thành công thiên hoan lưu ly sẽ không phản phệ ta nữa. Chỉ tiếc là vị tiền bối đó khi nghĩ ra phương pháp này, tự mình lại không có thời gian hóa giải. Mà phương pháp này bắt buộc phải do một vị hư cấp luyện đan sư giúp đỡ mới được, hơn nữa vị luyện đan sư này còn phải nắm được cách dung hợp các loại dược đến đỉnh phong mới thành. Ta thấy đan dược dương sư đệ lúc trước luyện chế, vô tình đều là tinh phẩm, có mấy viên thậm chí suýt nữa là sinh ra đan vạn, cho nên yêu cầu này đối với đệ mà nói có lẽ không vấn đề gì. Đương nhiên ngoại trừ luyện đan sư còn cần thu thập nguyên liệu mà khu độc chi pháp cần đến, ố, là nguyên liệu như thế nào? Nguyên liệu có rất nhiều, nhưng thông qua tra xét trước kia của tiền bối cùng thu về cửu thành, trong đó khó tìm nhất là âm trì cũng đã tìm thấy rồi, hơn nữa cũng gửi về đến thiên hoan phong rồi. Chẳng trách nhất định phải mời ta đến lưu ly môn, bất quá thứ đồ như âm trì này đúng thật là hy hữu, chỉ có ở nơi quỷ khí âm sâm mới có khả năng sinh ra được. Bởi vì thiên hoan lưu ly không bị ngũ hành tương khắc, cho nên muốn khu trừ lưu ly chi độc, bắt buộc cần ngưng luyện vô số dược liệu dung nhập vào trong nước hồ âm trì. Lại dùng nước âm trì làm vật dẫn, đưa vào trong cơ thể ta, liền có cơ hội giải trừ lưu ly chi độc. Nếu như vị tiền bối kia đến âm trì cũng tìm thấy rồi, vì sao cuối cùng bà ấy lại không giải độc thế? Bà ấy còn thiếu một vật cuối cùng, huyết chi cô, cái gì là huyết chi cô có thể luyện chế huyết chi đan, huyết chi cô đủ để khiến người khởi tử hồi sinh sao? Không sai, chính là huyết chi cô có thể luyện chế huyết chi đan, nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ sau đó đưa cho Dương Khai xem. Dược linh này đã có ít nhất 3.000 năm rồi, hơn nữa hình như mới hái xuống khổng lâu, đây là có được từ lưu viêm xa địa đúng không? Quả nhiên là không giấu được Dương Sư Đệ, cũng nhờ phúc của Dương Sư Đệ, huyết chi cô này chính là thu hoạch của ta ở tầng thứ tư. Không giấu Dương Sư Đệ, phương pháp khu độc này mặc dù do tiền bối để lại, nhưng thiên hoàn lưu ly chi độc đã xâm nhập vào tứ chi bách túy của ta rồi cường hành khu trừ sẽ bị tổn hại nguyên khí lớn, thậm chí có thể sẽ tiêu vong, huyết chi cô này là bảo đảm cơ hội giữ lại mạng tàn cho ta. Nếu là vậy, đem nó luyện chế thành huyết chi đan không phải càng tốt hơn sao chứ? Huyết chi đan, dương sư đệ nếu đã là luyện đan sư, tự nhiên cũng biết huyết chi đan là hư cấp thượng phẩm đan dược đúng không? Nào có phải là luyện đan sư trên u ám tinh này có thể luyện ra được chứ? Ấy, hay là nói dương sư đệ là hư cấp thượng phẩm luyện đan sư vậy? Ta không phải, ý của ta là, nếu như cô không gấp, không bằng đợi thêm chút thời gian. Nói không chừng về sau còn có cách ổn thỏa hơn, hoặc là tìm được người có thể luyện chế huyết chi đan. Nếu như ta có thể đợi, ta cũng sẽ không vội vàng mời đệ như vậy, thiên hoan lưu ly công sau khi tu luyện. Cảnh giới tu vi đều bắt buộc phải trưởng thành theo, ta nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm nửa năm nữa. Nửa năm sau, ta bắt buộc phải xung kích phản hư cảnh, thành công sẽ sống, thất bại thì chỉ có chết. Mặc dù trực tiếp dùng huyết chi cô, dược liệu sẽ bị giảm mạnh, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Không còn cách nào khác sao, không có, đa tạ dương sư đệ quan tâm, bất quá đã quyết định làm như vậy, tự ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Vô luận là khu độc này có thành công hay không, ta cũng coi như đã cố gắng, so với tiền bối lúc trước thì may mắn hơn nhiều rồi, cho nên đại diên sẽ không oán trách gì hết. Nếu như cô đã quyết định rồi, vậy thì thế này, ta cũng sẽ toàn lực giúp cô, vậy thì đa tạ dương sư đệ, Tiếp theo để ta nói cho đệ giúp ta khu độc thế nào, đệ phải nghe kỹ nhé. Ừm. Một hồi lâu sau, nghe đại diên giảng giải quá trình khu độc ta mới biết, thì ra cách giải trừ này cần một chút tiếp xúc thân thể. Cũng chẳng trách cô ấy vừa bắt đầu đã có chút lưỡng lự, thì ra là nguyên nhân này. Mặc dù ta chưa từng gặp Tiêu đại sư của Lưu Ly Môn, bất quá có lẽ là một lão đầu tử, mà năm vị đại sư của Dược Đan môn cũng chỉ có một bà lão, thêm vào đi nhiều vả Dược Đan môn có lẽ phải trả giá không nhỏ. Nếu như cô ấy đã lựa chọn tin tưởng ta, vậy lần này cũng thêm chút sức lực vậy. Lại nhiều ngày trôi qua, đại diên tiến đến chỗ Dương Khai, Dương Sư Đệ, ok xong rồi, được rồi đi thôi. Dương Khai theo bước chân đại diên tiến đến một hành lang thông xuống mặt đất, càng đi vào trong hàn khí càng thấu xương, xem ra âm chỉ là ở bên dưới. Một lúc sau, hai người cuối cũng cũng tới đáy, chính là nơi này rồi, ở giữa đáy hang động là một hồ nước, hồ nước ở giữa kia chính là âm chỉ. Dương Khai cảm nhận luồng khí lạnh từ cái hồ phát ra mà lạnh cóng cả người, đại diên cô nương, âm trì này là âm trì ngàn năm hay là vạn năm vậy? Âm trì này hình thành đã 5.000 tới sáu 000 năm rồi, âm hàn chi thủy trong hồ này không phải cô có thể chịu đựng nổi đâu, cô xác định muốn tiếp tục sao? Âm trì này có lịch sử lâu như vậy, sợ rằng vừa ngâm vào sẽ biến thành tượng băng mất. Ta đã dùng dược liệu âm thuộc tính hòa vào trong nước hồ để trung hòa lực âm hàn đó, tự mình còn luyện một bộ công pháp hỏa thuộc tính, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, hiện giờ không tiếp tục ta chỉ có thể đợi chết thôi. Ta để lại tín hàm trong phòng, nếu như ta có gì bất chắc, phiền đệ giúp ta đem tín hàm giao cho sư tôn ta cung ngạo phù cung trưởng lão. Ông ấy ở trên vạn nhẫn phong, ta biết rồi, mời đi theo ta. Hai người cùng tiến sát lại âm trì, hồ nước này giống như một đầm nước chết, chỉ vì một vũng nước chết này lại khiến đám người tu luyện âm công kia không tiếc giá nào mà chiếm được nó đại diên mím môi sau đó đột nhiên cúi mạnh đầu với dương khai dương sư đệ lần này đại diên nhất định phải cảm tạ đệ đệ là người duy nhất chịu giúp ta suốt gần 20 năm nay hơn 20 năm sau thì ra cô ấy trúng độc này đã 20 năm rồi nghĩ tới đây dương khai liền có một cảm giác đồng cảm thương xót đại diên cô nương nghiêm trọng rồi việc này đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi đúng rồi bình dược này cô cầm lấy đây là hai ngày nay ta pha chế ra dùng với huyết chi cô có thể kích phát nhiều hơn một hai thành dược hiệu của huyết chi cô. Dựa vào trình độ luyện đan của ta hiện giờ, cũng chỉ có thể làm đến bước này thôi. Đại duyên nắm chặt bình dược dịch vào lòng bàn tay khẽ run lên, đã để Dương Sư Đệ mất công rồi, Đại Diên nhất định không phụ kỳ vọng của đệ. Nói rồi nàng nhẹ nhàng cởi quần áo của mình ra, trên thân thể nàng cũng đầy những vết đốm mụn. Dương Khai hai mắt to tròn rực sáng, nhìn cảnh tượng một nữ tử từ, từ từ thoát y trước mặt mình còn gì kích thích hơn nữa chứ một hồi sau một thân thể gợi cảm quyến rũ đã bày ra trước mắt trên người đại diên lúc này chỉ còn lại một bộ quần áo lót mỏng nếu loại bỏ đi những vết chấm trên người nàng quả thật cũng là một cô nàng rất xinh đẹp dương khai ngắm nhìn cơ thể nàng mà thẫn thở ra hồi lâu đại diên cảm nhận được ánh mắt soi mói của anh khai thạnh quá liền ư một tiếng sau đó nhảy xuống âm trì vừa mới nhảy xuống âm trì hơi lạnh của nó đã dồn ép vào cơ thể của nàng những lớp băng kết bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Đại Diên vội vàng vận chuyển công pháp hỏa thuộc tính mà nàng tu luyện, từ đó cảm giác băng kết mới nhẹ nhàng đi. Nhưng đột nhiên, từ trong cơ thể của Đại Diên chiếu ra một luồng sáng, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho Đại Diên không nhịn được mà hét lên, ư, ừ, hoà. Dương Khai cả kinh, không hiểu vì sao, hắn nhìn thân thể của nàng hoảng hốt kêu lên, Đại Diên cô nương cô không sao chứ. Đột nhiên cả người hắn như bị một cỗ năng lượng đè ép liền gục xuống, chuyện gì vậy, đột nhiên cảm thấy cả người nặng nề. Vừa rồi khi nhìn thấy ánh sáng đó, trong thức hải của ta bị chấn động một chút. Ở dưới hồ nước, ánh sáng càng ngày càng sáng, đại diên càng ngày càng đau đớn kêu lên, a a a, là lưu ly thần quang. Ánh sáng phát ra trên người cô ấy, vậy mà lại đâm xuyên qua thức hải phòng ngự của ta, bám vào trong thần hải của ta. Muốn chữa trị lưu ly chi độc, đầu tiên phải xuyên qua lưu ly thần quang, thần thức chiêu thuật bình thường hiệu quả cực ít. Nhưng ta không hề tầm thường, thần thức chi hỏa tỏa ra, Dương Khai đánh đạo thần thức chi hỏa xuyên qua lưu ly thần quang bay đến hỗ trợ Đại Diên. Sự đau đớn dần dần giảm bớt, ánh sáng cũng mất đi, nhìn cơ thể của Đại Diên, bây giờ đến cả cơ thể cũng chấm chấm lỗ lỗ cả rồi. Đại Diên vẫn cắn răng mặc kệ sự đau đớn bên trong cơ thể, nàng mở mắt ra, Dương Sư Đệ, bắt đầu đi. Đến đây, âm chỉ chi thể nhập thể vào thời gian chính xác, xung kích bát huyệt. Lấy cơ thể làm đỉnh, tinh mật thủ thuật như luyện đan thông thường, thần thức chi hỏa, Dương Khai có thần thức trì hỏa. Tập trung tinh thần, hấp thụ dược hiệu, Dương Khai lại đánh xuống vài đạo thần thức trì hỏa xuống âm trì. Mặt âm trì bắt đầu sôi lên, bọt khí cũng từ từ nổi lên, âm trì thủy và các dược tài được dung hợp với nhau hoàn hảo. Hơi thở ngày càng nặng nhọc, hình như có gì đó tắc, sức mạnh không thể vận chuyển được. Đến lúc rồi, đánh vào linh trận, ép lưu ly chi độc ra, dược khai điều khiển đạo thần thức chi hỏa cùng kết hợp dược lực trong âm trì đánh sâu vào cơ thể của đại diên nàng đau đớn hự một tiếng. Một lúc sau, một luồng sáng tỏa ra, giống như có gì đó được cởi bỏ phong ấn thoát ra ngoài. Tốt quá rồi, thánh nguyên cuối cùng cũng vận chuyển rồi, cơ thể ta, da của ta cũng hồi phục bình thường rồi. Đột nhiên cảm giác trong váng ập đến, đại diên nghi hoặc thì tiếng của Dương Khai vang lên, phải giữ vững tinh thần. Đừng nghĩ những thứ khác, đợi sau khi xong mọi chuyện cô có thể kiểm tra. Nghe vậy đại diên liền ổn định lại trạng thái, tiếp tục để cho dược hiệu trong âm trì tiến vào bên trong cơ thể. Trong âm trì đã có lượng lớn dược tài, cộng thêm thần thức chi hỏa của ta để kích phát dược hiếu, muốn hòa giải lưu ly chi độc không hề khó, khó là khống chế dung hợp dược liệu với năng lực chịu đựng của đại diên. Rất lâu sau, lưu ly chi độc đã bài trừ không ít, nhưng cơ thể đại diên cảm giác sắp không trụ được nữa rồi, nếu không kiên trì được tiếp thì chết chắc. Sắc mặt đại diên lúc này đã mệt mỏi tái mét, nhưng nàng vẫn cắn răng, ta vẫn trụ được. Dương sư đệ không cần lo lắng, cứ đứng xem là được. Chuyện đã như vậy, không còn đường lui nữa. Dương Khai lại đánh ra thần thức chi hỏa xuống âm trì, kích phát dược hiệu để tiến hành trừ độc. Ở trong hang động chỉ còn những âm thanh đau đớn của Đại Diên phát ra. A a a a. Một lúc sau, khi Lưu Ly chi độc được bài trừ gần hết, dung mạo thật sự của Đại Diên cũng từ từ lộ ra. Nữ nhân này ngoài mặt mày trắng sáng ra, rõ ràng là tuyệt sắc dung nhân, động sắc nhân hoàn. Dương Khai thấy nàng đang vô lực sắp mất đi ý thức liền hét lớn, mau nuốt huyết trì cổ. Thành hay bại nhờ đúng cú then chốt này, Dương Khai lại tiếp tục đánh xuống đạo thần thức chi hỏa cuối cùng. Nhìn dược hiệu đang tiến vào cơ thể quét sạch mọi độc tố ra ngoài, Dương Khai hai mắt sáng lên, sắp thành công rồi. Một hồi lâu sau, đại diên được Dương Khai bế lên bờ, nàng ho khan một tiếng nôn ra một viên ngọc tỏa sáng sau đó ngất đi, đại diên cô nương. Viên ngọc mà cô ấy nôn ra, bề ngoài không có gì đặc biệt, Ý, có hào quang, hào quang này giống y hệt lưu ly thần quang. Sự hình thành của viên ngọc này lẽ nào có liên quan đến thiên hoan lưu ly công của đại diên sao? Nếu như là vậy, viên ngọc này không hề đơn giản. Dương Khai đi tới cởi áo khoác ngoài khoác lên cơ thể cho nàng. Sau khi khu trừ độc lưu ly, khuôn mặt đại diên thật đúng là quốc sắc thiên hương, thậm chí so với doãn tố điệp kia còn vượt trội hơn. Nhìn ngắm nàng hồi lâu, hai mắt của đại diên từ từ mở ra, nàng khẽ ư một tiếng sau đó từ từ ngồi dậy. Dương sư đệ, tỉnh rồi thì nghỉ ngơi chút đi, trạng thái của cô hiện giờ không lạc quan lắm. Đại diên nhìn tấm áo khoác ngoài mà Dương khai khoác lên cho nàng, trong lòng cảm động như có một tia nước ấm chạy qua, lại thêm lòng cảm kích đối với Dương khai, nàng khẽ mỉm cười. Hết tập 51 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, yêu yêu cả nhà, chu cà mo, chụt chụt.